Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 9. Khó coi. Ở cổng nhà họ Hùng. Một chiếc xe Phaeton màu đen đỗ trước cổng, ngay sau đó lại là mấy chiếc Audi A6 màu đen cũng dừng theo. Anh Vũ, em vừa thấy hai người kia dẫn theo người phụ nữ đi vào nhà họ Hùng. Em sợ bị lộ nên không dám vào theo. Hoàng Vũ vừa xuống xe, một cậu thanh niên trông có vẻ lưu manh vội chạy tới. Hoàng Vũ khẽ gật đầu và nhìn về phía Dương Thanh. Lúc này, trong lòng cậu ta mơ hồ có cảm giác như máu sôi lên. Sau khi Vương Cường lên chức thì thân phận cũng tăng theo, đã có thể sánh ngang với chủ gia tộc hàng đầu. Nhưng ở trước mặt Dương Thanh, gã vẫn phải dè dặt ứng phó. Bây giờ Dương Thanh tới gia tộc hàng đầu là nhà họ Hùng, nhìn dáng vẻ như muốn xông vào. Anh Thanh, em có dẫn theo 10 anh em, hay là để em phái người lẻn vào trong trước, Hoàng Vũ cẩn thận hỏi. Mặt Dương Thanh không lộ cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hai chữ rát vàng lớn Hùng phủ trên tấm biển lớn, ánh mắt sắc bén. Tôi rất ghét tấm biển này. Dương Thanh đột nhiên nói ra một câu như vậy, Hoàng Vũ và đám anh em phía dưới đều ngỡ ngàng, không hiểu ý của Dương Thanh. Trong lúc Hoàng Vũ đang suy nghĩ về những lời này của Dương Thanh, anh đã bấm tay búng về phía tấm biển. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, tấm biển chữ vàng này lập tức rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Trong giây lát, đám người Hoàng Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Đám anh em được cậu ta dẫn tới đây càng kinh hoàng hơn. Dù sao chỗ này cũng là nhà họ Hùng đấy. Bọn họ còn tưởng Hoàng Vũ dẫn bọn họ tới là để đàm phán, nhưng Dương Thanh lại đánh vỡ tấm biển nhà người ta luôn. Đây là sự khiêu khích rất lớn đối với bất kỳ gia tộc nào. Mấu chốt là sao anh làm được thế? Cho dù bắn một phát súng về phía tấm biển cũng không thể làm nó rơi xuống được. Mẹ nó, anh Vũ, tên ngu này muốn hại chết chúng ta sao? Đúng vậy, không ngờ anh ta dám phá hỏng tấm biển nhà họ Hùng. Em nghe nói tấm biển này đã treo hơn 100 năm rồi đấy. Lúc này, đám đàn em của Hoàng Vũ đều hoảng sợ. Cho dù địa vị của Vương Cường bây giờ có thể sánh ngang với chủ gia tộc hàng đầu, nhưng bọn họ chỉ nhân vật tép diêu ở tầng đáy, sao dám động vào tấm biển của gia tộc hàng đầu chứ? Mẹ nó, chúng mày câm miệng lại hết cho tao. Thằng nào còn dám nói thêm một câu, bố giết thằng đó. Hoàng Vũ nổi giận, Vương Cường đã căn dặn cậu ta, cho dù Dương Thanh muốn cậu ta chết, cậu ta cũng không thể do dự. Có lẽ người khác không thấy được, nhưng Hoàng Vũ lại thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Dương Thanh chỉ tiện tay nhặt một hòn đá lên, sau đó bấm tay búng ra đã có thể đập nát tấm biển. Một hòn đá ở trong tay của Dương Thanh chẳng khác nào viên đạn, có thể tưởng tượng được thực lực của Dương Thanh mạnh tới mức nào rồi. Dương Thanh không để ý tới đám người Hoàng Vũ, chỉ lạnh lùng nói, Hoàng Vũ đi theo tôi, những người khác đều cút hết. Hoàng Vũ lập tức vui mừng, vội vàng tức giận quát đám đàn em phía sau, mẹ nó, tất cả cút cho tao. Sau này, chúng mày đừng xuất hiện ở chỗ của tao nữa. Hoàng Vũ quát xong lại vội vàng đi theo Dương Thanh vào nhà họ Hùng. Mày là ai? Sao mày dám phá hỏng tấm biển của nhà họ Hùng? Lúc này, hai người bảo vệ ở cổng nghe tiếng lao ra. Khi anh ta nhìn thấy tấm biển đã vỡ thành nhiều mảnh, vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cút con mẹ mày đi. Dương Thanh còn chưa nói lời nào. Hoàng Vũ đã tay không lao về phía một tên bảo vệ. Có thể là do đang giờ hành chính nên nhà họ Hùng rộng rãi chẳng có mấy người. Ở cổng chỉ có hai tên bảo vệ. Thấy Hoàng Vũ ra tay, một người khác kinh ngạc, mặt biến sắc, vội vàng lấy còi ra định thổi. Bốp! Nhưng vào lúc này, Dương Thanh chợt di chuyển, chộp lấy cổ tên bảo vệ và khẽ dùng sức. Tên bảo vệ kia đã bị anh dùng một tay giơ lên cao, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. 20 phút trước có hai vệ sĩ và một người phụ nữ đến nhà họ Hùng, bây giờ bọn họ đang ở đâu, Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Dương Thanh vừa dứt lời thì thả tay ra, tên bảo vệ kia ngã trên mặt đất, người mềm oặt và không ngừng thở dốc. Vừa rồi, anh ta có cảm giác như mình sắp chết rồi. Hoàng Vũ đứng bên cạnh tiện tay cướp gậy của một tên bảo vệ còn lại, chỉ đập 2-3 cái đã đánh ngất tên bảo vệ. Cậu ta lại nhìn sang Dương Thanh. Không ngờ anh cũng đã khống chế xong một tên bảo vệ, lúc này còn giẫm một chân lên trên người anh ta. Bọn họ đi tìm ông chủ rồi. Tên bảo vệ bị Dương Thanh giẫm dưới chân đã cảm nhận được lực ép truyền xuống ngực, anh ta sợ đến mức vội vàng nói. Biệt thự nào, Dương Thanh lại hỏi. Hướng kia,
cái biệt thự nằm chính giữa, khác hẳn với các biệt thự khác đấy, tên bảo vệ chỉ vào một biệt thự gần đó và nói. Bịch! Dương Thanh tiện chân đạp một phát, tên bảo vệ đã ngất đi. Hoàng Vũ thấy Dương Thanh hành động mạnh mẽ như vậy cũng không dám thở mạnh nữa, trong lòng chỉ còn sự chấn động và hưng phấn. Cậu ta chấn động trước thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, hưng phấn vì cậu ta được tới đập phá nhà họ Hùng. Chỉ cần có thể còn mạng trở về, chuyện này đủ cho cậu ta nói khoác cả đời. Nhưng cậu ta cũng hiểu ý của Vương Cường, gã phái cậu ta tới là để cậu ta tạo quan hệ tốt với Dương Thanh. Lúc này, cậu ta cẩn thận đi theo sau lưng Dương Thanh, bước về phía biệt thự nằm chính giữa kia. Các người là ai? Dương Thanh và Hoàng Vũ vừa đi tới trước cửa biệt thự chính giữa, hai vệ sĩ mặc com lê đã lập tức bước tới, vẻ mặt hung hăng quát. Anh Thanh, chính bọn chúng đã đánh bố vợ của anh. Hoàng Vũ đã xem qua đoạn video giám sát nên lập tức nhận ra được thân phận của hai người này. Mày là con rể của lão già kia à? Một người trong đó cười lạnh nói, mày dám chạy tới nhà họ Hùng, đúng là chán sống rồi. Đừng quấy rầy chuyện tốt của ông chủ, mau giải quyết trong vòng 10 giây đi. Một gã vệ sĩ khác lạnh lùng nói, hoàn toàn khinh thường Dương Thanh. Trong vòng 5 giây, tôi sẽ bắt chúng phải nằm xuống đất. Người kia nhếch môi với vẻ tàn nhẫn và chợt quát to, bắt đầu tính thời gian. Gã vừa dứt lời đã lập tức lao về phía Dương Thanh. Mặt Hoàng Vũ biến sắc, cho dù cậu ta cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh mẽ nhưng vẫn không do dự, lập tức chắn ở trước mặt Dương Thanh, anh Thanh, để em đối phó với gã. Ánh mắt Dương Thanh lộ ra vẻ tàn bạo. Sau khi biết kẻ đánh Tần Đại Dũng là hai người vệ sĩ này, anh đã muốn giết chết cả hai người. Thằng oát con, chết cho tao. Người vệ sĩ kia vung nắm đấm về phía đầu Hoàng Vũ. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới ý thức thực lực của mình kém hơn đối phương nhiều tới mức nào. Cậu ta chợt hối hận, không ngờ mình lại thật sự xông lên chịu chết. Bốp! Khi thấy nắm đấm của tên vệ sĩ kia sắp đánh trúng đầu Hoàng Vũ, đúng lúc này lại có một bóng người lao tới. Dương Thanh đạp vào bụng tên vệ sĩ kia khiến gã bay xa hơn 10 mét mới đập vào một thân cây lớn, lập tức ngất đi. Hoàng Vũ và một gã vệ sĩ khác thấy vậy đều ngây người. Một cú đạp khiến một vệ sĩ 85, 90 cân bay xa tới hơn 10 mét à. Đây là sức lực của con người sao? Thằng oát con, mày đâm đầu vào chỗ chết. Tên vệ sĩ còn lại không hề do dự, lập tức rút ra một khẩu súng câu. Rắc! Vào lúc hắn vừa rút súng, Dương Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chộp lấy cổ tay hắn và bẻ mạnh. Cổ tay hắn lập tức uốn cong 90 độ. Bịch! Hắn còn chưa kịp hét lên, đã bị Dương Thanh đạp bay ra xa chẳng khác nào tên đồng nghiệp của mình, cũng không biết gãy mất mấy cái xương sườn, lúc này đã ngất đi. Hoàng Vũ trợn tròn mắt, cho tới bây giờ, cậu ta mới hiểu được ý tốt của Vương Cường. Đây chính là một cơ hội của cậu ta. Dương Thanh bình tĩnh đẩy cửa biệt thự ra, lập tức nghe được những tiếng rên rỉ khoái lạc từ trong gian phòng cuối cùng vọng ra. Rầm! Anh bước tới và đạp một đạp. Cánh cửa đổ sập xuống đất, đôi nam nữ trần truồng trong phòng lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh, cảnh tượng rất khó coi. Mấu chốt là Dương Thanh đã từng gặp hai người này. Người đàn ông là Hùng Bác Thành, ông chủ nhà họ Hùng, trước đây từng giả vờ tìm tới xin lỗi anh. Thậm chí ông ta còn lập kế giết chết chủ cũ của nhà họ Hùng và con cháu của lão ta. Thật bất ngờ, người phụ nữ chính là con dâu nhà họ Trương, một gia tộc hàng đầu, vợ của Trương Quảng, Vương Lộ Giao. Bốc đồng. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Lộ Giao đang nằm trên giường với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Khốn kiếp, cút ra ngoài. Hùng Bác Thành đờ người trong giây lát rồi đột nhiên tức giận hét lên. Ông ta không nhận ra Dương Thanh ngay. Trước đây ông ta dẫn Hùng Bác Nhân tới xin lỗi Dương Thanh là để lấy chuyện này chèn ép Hùng Bác Nhân, nên không chú ý tới Dương Thanh nhiều. Vương Lộ Giao hoảng loạn, lập tức đắp chăn lên người, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Bà ta không sợ Dương Thanh mà sợ chuyện này bị lộ ra. Dù sao bà ta cũng là con dâu nhà họ Trương, bây giờ lại ngủ với Hùng Bác Thành. Nếu Trương Quảng biết được, chắc chắn sẽ giết bà ta. Ông chủ Hùng đúng là sung sướng thoải mái, lên giường với dâu của nhà họ Trương cơ đấy. Dương Thanh châm chọc, anh vốn định tự mình ra tay, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Sau khi Hùng Bác Thành nghe Dương Thanh nói tới dâu nhà họ Trương, mặt lập tức biến sắc. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu, nhưng nhà họ Trương cũng vậy. Mà Trương Quảng lại là người thừa kế nhà họ Trương.
ông ta ngủ với vợ của Trương Quảng chẳng khác nào hoàn toàn trở mặt với nhà họ Trương. Quan trọng nhất là gần đây nhà họ Hùng và nhà họ Trương hợp tác, một phần dự án chính là của nhà họ Hùng, vì thế nhà họ Hùng đã đầu tư rất nhiều. Một khi nhà họ Trương hủy bỏ hợp tác, sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho nhà họ Hùng. Vương Lộ Giao thấy Dương Thanh nhận ra mình nên không ngừng run rẩy. Bác Thành, anh tuyệt đối không thể để cậu ta sống sót rời đi được, nếu không chuyện của chúng ta bị lộ ra, Trương Quảng chắc chắn sẽ giết em mất. Vương Lộ Giao lộ vẻ mặt hung ác, muốn bảo Hùng Bác Thành giết Dương Thanh. Ánh mắt Hùng Bác Thành nghiêm trọng, mặc dù ban ngày ở nhà họ Hùng không có mấy người, nhưng bất kể là bảo vệ ngoài cổng hay vệ sĩ được ông ta cho canh giữ ở cửa biệt thự đều có thực lực không tầm thường. Thế mà bây giờ Dương Thanh lại xuất hiện trong phòng ông ta. Vậy chỉ có một khả năng là Dương Thanh đã xử lý xong bảo vệ và vệ sĩ. Cậu là ai? Cậu tới nhà họ Hùng có chuyện gì? Hùng Bác Thành chợt nói. Ông ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Dương Thanh khẽ nhếch môi, ông chủ Hùng đúng là quý nhân nhiều việc nên hay quên. Cách đây không lâu, ông còn tự mình tới xin lỗi tôi đấy. Hùng Bác Thành chợt hiểu ra. Vừa rồi ông ta trông Dương Thanh quen mắt, nhưng không sao nhớ ra được. Bây giờ nghe Dương Thanh nói vậy, ông ta mới biết là anh. Hóa ra là cậu, người tới ở rể nhà họ Tần. Cậu tên là gì? Hùng Bác Thành thở hắt ra và châm điếu thuốc, híp mắt phun một hơi thuốc về phía Dương Thanh. Bác Thành, cậu ta tên là Dương Thanh, Vương Lộ Giao vội vàng nói. Bây giờ người phụ nữ này cũng đã bình tĩnh hơn. Cho dù bà ta từng chứng kiến sự lợi hại của Dương Thanh, Trương Quảng cũng từng cảnh cáo bà ta đừng gây rắc rối cho nhà Dương Thanh, vì ông ta vẫn chưa nắm quyền trong gia tộc. Nhưng Hùng Bác Thành là chủ gia tộc họ Hùng, chỉ cần giết chết Dương Thanh thì chẳng có chuyện gì nữa. Đúng, chính là tên Dương Thanh này. Cháu tôi bị cậu đánh cho gần chết, sau khi vào nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày cũng không thể cứu sống được. Khi Hùng Bác nhận em trai tôi đi thăm cháu tôi đã bị trượt chân từ trên cầu thang ngã xuống, xuất huyết não mà chết. Còn cả bố tôi, lúc biết được tin con cháu đều chết thì tái phát bệnh tim, chưa kịp chữa trị cũng đã qua đời. Nói như vậy, ba đời nhà họ Hùng của tôi đều chết vì cậu. Hùng Bác Thành bình tĩnh nói, như đang kể một câu chuyện. Ông ta không hề sợ Dương Thanh, người trần truồng nằm trong chăn và dựa vào đầu giường, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Một tay kia để ở trong chăn. Dương Thanh cười nhạt, vẫn là ông chủ Hùng có thủ đoạn. Nếu tôi đoán không nhầm, trước đây lúc ông dẫn Hùng Bác Nhân tới xin lỗi tôi, đã bắt đầu răng bẫy rồi nhỉ? Răng bẫy? Hùng Bác Thành khẽ nhíu mày, dường như ông ta nghe ra được Dương Thanh đang nói bóng nói gió. Đương nhiên là răng bẫy giết chết ba đời nhà họ Hùng. Nếu không, làm sao một kẻ được nhận nuôi như ông có thể khống chế được nhà họ Hùng chứ? Dương Thanh nói với vẻ bỡn cợt, sau khi ba đời nhà họ Hùng liên tục xảy ra chuyện, Mã Siêu đã lập tức điều tra rõ ràng mọi chuyện của Hùng Bác Thành. Thậm chí anh ta còn điều tra ra được bố mẹ ruột của Hùng Bác Thành là ai. Hùng Bác Thành đột nhiên trợn trừng mắt, ngoài Hùng Thanh Sơn chủ gia tộc họ Hùng đời trước và bố con Hùng Bác Nhân và Hùng Vĩ Gia, không ai biết chuyện ông ta được nhận nuôi. Nếu không, sau khi ba đời nhà họ Hùng chết, sao ông ta có thể dễ dàng khống chế được nhà họ Hùng chứ? Nhưng bây giờ, một nhân vật tép siêu ở dưới đáy xã hội trong mắt ông ta lại nói ra sự thật ông ta được nhận nuôi. Rốt cuộc cậu là ai? Hùng Bác Thành nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với ánh mắt sắc bén. Ông ta không tin Dương Thanh chỉ là một thằng ở rể nhà họ Tần. Cho tới lúc này, ông ta mới ý thức được, trước đây Dương Thanh đánh Hùng Vĩ gần chết, đánh Hùng Bác Nhân gãy hai tay. Hai chân không phải vì không biết địa vị nhà họ Hùng, mà là anh khinh thường nhà họ Hùng. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thanh đổ chuông. Dương Thanh, bố không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh đừng quá kích động mà làm ra chuyện gì ngu ngốc đấy. Trong điện thoại vọng ra giọng nói lo lắng của Tần Thanh Tâm. Lúc trước Tần Đại Dũng bị đánh tới hôn mê, Tần Thanh Tâm đang tức giận nên không ngăn cản Dương Thanh đi trả thù. Bây giờ đã có kết quả kiểm tra của Tần Đại Dũng, sau khi biết tình trạng vết thương không nghiêm trọng lắm, Tần Thanh Tâm cũng bớt giận và bình tĩnh hơn nhiều. Cô lại lo lắng Dương Thanh sẽ làm gì Vương Lộ Giao. Cho nên vừa có kết quả kiểm tra, cô đã vội gọi qua nhắc nhở anh. Dương Thanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, được, anh biết rồi, em yên tâm, anh biết chừng mực. Nửa giờ sau, anh sẽ tới bệnh viện thăm bố. Được,
Em chờ anh, Tần Thanh Tâm nói. Sau khi cúp máy, Dương Thanh đột nhiên nhìn Hoàng Vũ bên cạnh hỏi, đi từ đây đến Bệnh viện Nhân dân mất bao lâu? Rất gần, chắc khoảng 10 phút là có thể đến nơi, Hoàng Vũ trả lời. Vậy thì tốt, còn 20 phút là đủ rồi, Dương Thanh gật đầu nói. Thằng oát con, chẳng lẽ mày tưởng hôm nay mày có thể sống sót ra ngoài à? Hùng Bác Thành giễu cợt hỏi. Dương Thanh lại không để ý tới ông ta mà nhìn Vương Lộ Giao đang nằm trong chăn, chỉ thò đầu ra. Anh híp mắt nhìn bà ta nói, bà gọi điện thoại cho chồng bà, bảo ông ta phải tới đây đón bà trong vòng 10 phút. Nghe Dương Thanh nói vậy, Vương Lộ Giao vô cùng hoảng sợ, lúng túng nói, Bác Thành, anh mau giết cậu ta đi. Thằng oát con, mày mới nói gì? Hình như tao không nghe rõ. Bàn tay của Hùng Bác Thành vẫn để ở trong chăn chợt rút ra, một nòng súng câu đen ngòm chĩa thẳng vào Dương Thanh. Mặt Hoàng Vũ tái nhợt, trong đầu đột nhiên vang lên lời căn dặn của Vương Cường. Cho dù Dương Thanh bảo cậu ta đi chết, cậu ta cũng không thể do dự. Còn cả chuyện xảy ra ở cổng nhà họ Hùng, Dương Thanh búng một hòn đá ra, tấm biển được treo rất cao lập tức rơi xuống. Nghĩ đến những điều này, Hoàng Vũ bốc đồng. Lập tức chắn ở trước mặt Dương Thanh và tức giận nói với Hùng Bác Thành, mẹ nó, ông cứ nổ súng thử xem. Dương Thanh hơi bất ngờ. Sở dĩ anh bảo Hoàng Vũ đi theo cũng chỉ muốn trấn áp Vương Cường, chưa từng nghĩ tới Hoàng Vũ có thể làm gì. Thể hiện của Hoàng Vũ bây giờ làm anh đột nhiên thấy khá thích cậu thanh niên nhuộm tóc vàng này. Trong mắt Hùng Bác Thành lộ rõ ý định giết người. Ông ta híp mắt nhìn Dương Thanh phía sau Hoàng Vũ, không ngờ còn có người bằng lòng chết thay mày. Thật ra tao cũng muốn xem thử, sau khi tao giết chết thằng tóc vàng này, còn ai có thể bảo vệ mày nữa? Hùng Bác Thành vừa dứt lời, ngón tay khẽ động. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới chợt nhận ra mình bốc đồng chỉ vì một câu nói của Vương Cường và những gì nhìn thấy được ở cổng nhà họ Hùng nên cậu ta cho rằng Dương Thanh có thể giải quyết được rắc rối trước mắt này thật. Trong tay Hùng Bác Thành đang cầm một khẩu súng. Sau lưng cậu ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Từng giọt mồ hôi từ trên trán theo mái tóc vàng nhỏ xuống. Bằng! Tiếng súng lập tức vang lên. Không có sức phản kháng. Trong tích tắc tiếng súng vang lên, Hoàng Vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, cậu ta đột nhiên cảm giác mình bị đẩy ra. Sau đó cậu ta phát hiện mình đã ngồi ở trên sofa bên cạnh. Con người của Hùng Bác Thành co lại, thấy một phát súng không trúng, ông ta lại quay nòng súng. Ngắm chuẩn Hoàng Vũ vừa bị đẩy ngã xuống sofa. Rắc! Nhưng ông ta còn chưa kịp nổ súng đã cảm giác có gió mạnh thổi tới, sau đó là tiếng xương vỡ. Hùng Bác Thành nhìn cổ tay của mình gập xuống một góc 90 độ, còn có đầu xương lòi ra, cổ tay chỉ còn được nối liền bằng chút da thịt, ông ta hoảng sợ. Tay tôi, á! Chỉ trong nháy mắt, đau đớn tột cùng làm ông ta gào lên. Máu nhuộm đỏ cái chăn. Vương Lộ Giao trơ mắt nhìn cổ tay của Hùng Bác Thành bị bẻ gãy. Lúc này, bà ta chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, dường như có ai bóp chặt lấy cổ họng làm bà ta muốn hét lên lại không thể phát ra tiếng. Chỉ có tiếng hét thảm vì đau đớn tột cùng của Hùng Bác Thành vang vọng trong cả biệt thự. Ông chủ Hùng, ông muốn giết tôi mà tôi chỉ lấy một cái tay của ông, cũng không quá đáng chứ. Dương Thanh đột nhiên nói, chỉ thấy anh bình tĩnh ngồi xuống sofa. Tiện tay rút mấy tờ khăn ướt trên bàn trà và cẩn thận lau vết máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Vũ ngồi bên cạnh Dương Thanh với đôi mắt đờ đẫn. Từ khi Hùng Bác Thành nổ súng bắn cậu ta, đến khi cậu ta được Dương Thanh sang ghế sofa, rồi đến cổ tay của Hùng Bác Thành bị bẻ gãy, sau cùng là Dương Thanh ngồi xuống sofa. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, Hoàng Vũ thậm chí có cảm giác hoang đường, dường như tất cả đều là ảo giác. Rốt cuộc, mày muốn thế nào? Trong mắt Hùng Bác Thành chỉ còn lại sự khủng hoảng, đau đớn tột cùng từ trên cổ tay truyền đến làm giọng ông ta cũng run rẩy. Thậm chí trong lòng ông ta còn không dám có suy nghĩ trả thù Dương Thanh. Ông chủ Hùng, không phải tôi muốn thế nào? Người phụ nữ này dẫn theo hai vệ sĩ của ông tới đánh bố vợ của tôi. Bây giờ ông ấy còn đang nằm trong bệnh viện đấy, mặt Dương Thanh không đổi sắc nói. Cái gì? Hùng Bác Thành giận tím mặt, đau đớn ở cổ tay bị gãy làm ông ta hận không thể giết chết Vương Lộ Giao. Nếu không phải tại con đàn bà này, sao cổ tay ông ta có thể bị bẻ gãy được? Bây giờ cái tay này chỉ còn da thịt nối liền, e là phế thật rồi.
mà tất cả những điều này đều là vì Vương Lộ Giao dẫn theo hai vệ sĩ của ông ta đánh bố vợ của Dương Thanh. Gọi điện thoại cho chồng bà, nếu ông ta không thể tới kịp trong vòng 10 phút, vậy cứ chờ xem clip nóng của bà ở trên mạng đi. Dương Thanh nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, rồi nói. Anh đã hứa với Tần Thanh Tâm sẽ tới bệnh viện sau nửa giờ. Từ đây đến bệnh viện mất 10 phút, chuyện vừa rồi đã lãng phí 5 phút rồi. Bây giờ anh chỉ có 15 phút, 10 phút để chờ Trương Quảng, 5 phút xử lý chuyện của Vương Lộ Giao, thời gian vừa khéo. Tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Vương Lộ Giao kéo cái chăn ra, cơ thể trần truồng chạy đến trước mặt Dương Thanh và quỳ xuống cầu xin. Bà ta biết rất rõ tính cách của Trương Quảng. Nếu để ông ta biết mình ngoại tình, cho dù bà ta có sinh con trai cho ông ta cũng tuyệt đối không tha cho bà ta. Cút về trên giường. Ánh mắt Dương Thanh chợt lạnh xuống. Vương Lộ Giao bị dọa xón đái, vội vàng chui vào trong chăn, nước mắt lã chã trông rất đáng thương. Nhưng Dương Thanh không hề có chút thương hại nào. Người đáng thương nhất định phải có chỗ đáng trách. Giữ loại phụ nữ này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa. Chồng ơi, tôi đang ở nhà họ Hùng. Vương Lộ Giao bấm điện thoại và ấn loa ngoài, run rẩy nói. Sao bà lại tới nhà họ Hùng? Một giọng nói thô kệch vang lên, rõ ràng rất không kiên nhẫn. Dương Thanh đã từng gặp Trương Quảng, biết đúng là giọng ông ta. Nói thật, bà dám nói dối một từ thôi, tôi sẽ lập tức giết bà, Dương Thanh lạnh lùng nói. Vương Lộ Giao vội vàng nói, chồng, tôi ngoại tình, ngủ với Hùng Bắc Thành. Bây giờ chúng tôi đang nằm ở trên giường, trong cùng một cái chăn, người trần truồng, nhìn ánh mắt muốn giết người của Dương Thanh, Vương Lộ Giao cũng suýt khóc. Bà ta cứ nói một câu lại liếc nhìn Dương Thanh, chỉ sợ mình nói không đủ tỉ mỉ, Dương Thanh sẽ giết mình. Bà nói gì? Trương Quảng giận tím mặt, mẹ nó, mày chờ bố mày lập tức qua nhà họ Hùng. Trương Quảng nói xong thì cúp máy luôn. Cả người Vương Lộ Giao mềm nhũn, hai mắt đờ đẫn. Hùng Bắc Thành cũng chẳng đỡ hơn, sắc mặt tái nhợt. Tôi có thể tới bệnh viện trước không? Hùng Bắc Thành nghiến răng nói. Có thể do mất máu quá nhiều, ông ta cảm thấy đầu óc choáng váng và muốn ngủ. Dương Thanh hờ hững nhìn ông ta, ông ngủ với vợ của người khác, có thể sống hay không lại phải xem ý của người ta rồi. Nghe vậy, mặt Hùng Bắc Thành xám như cho tàn. Sao Trương Quảng có thể bỏ qua cho mình được? Biệt thự của mấy người đứng đầu Giang Hải lại chỉ có mấy cái. Nhà họ Trương và nhà họ Hùng đều là gia tộc hàng đầu nên không cách xa nhau lắm. Đại khái 7, 8 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ gầm rú, sau đó là những tiếng bước chân lộn xộn. Hùng Bắc Thành, mẹ nó mày ở đâu? Mày lăn ra đây cho ông. Trương Quảng tức giận hét lên, còn dẫn theo mười mấy người đàn ông trông vạm vỡ. Chồng, tôi ở đây. Dương Thanh dùng mắt ra hiệu. Vương Lộ Giao sợ đến mức vội vàng hô lên. Trương Quảng dẫn người xông vào phòng ngủ, lại thấy Vương Lộ Giao chỉ lộ ra mỗi cái đầu và Hùng Bắc Thành ôm cổ tay đang nằm trong cùng một cái chăn. Ngoài ra còn có hai người đang ngồi trên sofa gần đó. Ông ta nhận ra được một người trong đó. Là cậu. Mặt Trương Quảng biến sắc. Lần trước ở nhà hàng, Vương Lộ Giao bảo ông ta đi trả thù, kết quả bị một mình Dương Thanh đánh ngã hết đám cao thủ mà ông ta dẫn theo. Nhưng ông ta cũng chỉ liếc qua Dương Thanh rồi tức giận nhìn Hùng Bắc Thành, Hùng Bắc Thành, mẹ nó không ngờ mày dám ngủ với vợ tao. Mày tính giải quyết chuyện này thế nào? Mặt Hùng Bắc Thành tái nhợt, cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Ông ta nghiến răng nói, anh Quảng, tôi có lỗi với anh, tôi có thể đưa nửa sản nghiệp nhà họ Hùng cho anh xem như bồi thường, chỉ mong anh đưa tôi tới bệnh viện trước đã. Lúc này Trương Quảng mới nhìn thấy cổ tay của Hùng Bắc Thành đã gãy. Trên cổ tay chỉ còn được nối liền nhờ chút da thịt, máu đã nhuộm đỏ cả giường lớn. Đi con mẹ mày, mày ngủ với vợ tao còn muốn tao đưa mày đi bệnh viện à? Mày nằm mơ đi. Mặt Trương Quảng đỏ bừng, ra lệnh, đánh cho tao. Mười mấy người đàn ông vạm vỡ do ông ta dẫn tới lập tức xông lên, không ngừng tay đấm chân đá Hùng Bắc Thành. Con khốn này, mày còn mặt mũi bảo tao tới đón mày hả? Trương Quảng lôi Vương Lộ Giao từ trên giường xuống và liên tục tát mấy cái. Miệng Vương Lộ Giao đầy máu, không ngừng van xin, chồng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Mày còn không mau mặc quần áo vào, chờ quay về nhà, xem bố mày trừng trị mày thế nào, Trương Quảng tát 5, 6 cái mới dừng lại.
mà Hùng Bác Thành cũng bị đánh ngất đi. Chồng, cậu ta sai người ta quay video và chụp ảnh, tôi và Hùng Bác Thành. Bọn họ vừa định rời đi, Vương Lộ Giao đột nhiên nơm nớp lo sợ nói. Bà ta liếc nhìn Dương Thanh rồi lập tức cúi đầu, không dám đối diện. Mặt Trương Quảng chợt lạnh, nhìn Dương Thanh nói, cậu Thanh, vẫn mong cậu lấy video và ảnh chụp ra. Ông ta không cho phép bất kỳ kẻ nào giữ lại video của vợ mình. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của nhà họ Trương. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà họ Trương không chỉ bị mất mặt mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương Thanh cười lạnh, xếp Trương, ông còn chưa biết vợ ông làm gì nhỉ? Bất kể bà ấy làm gì cũng là vợ tôi, là con dâu nhà họ Trương, Trương Quảng lạnh lùng nói. Trương Quảng, tôi khuyên ông vẫn nên tìm hiểu rõ sự việc trước rồi hãy nói vậy. Lúc này Hoàng Vũ đứng dậy, sắc mặt không tốt nhìn Trương Quảng. Trương Quảng khẽ nhíu mày, tao nói chuyện với chủ mày, một con chó có tư cách gì nói chuyện với tao chứ? Ông! Mặt Hoàng Vũ chợt lạnh. Cậu ta còn chưa kịp nói gì, Dương Thanh đã hành động. Trương Quảng chỉ thoáng thấy có một bóng người lướt qua, mặt ông ta biến sắc, vô thức giơ tay ra cản. Bộp! Dương Thanh dùng một tay chộp lấy đầu ông ta, sức lực khủng khiếp làm ông ta không có khả năng phản kháng. Một tiếng động lớn vang lên, đầu Trương Quảng đập mạnh xuống bàn trà, máu tràn qua mũi và miệng của ông ta, lập tức nhuộm đỏ mặt bàn cẩm thạch màu vàng nhạt. Nào, xếp Trương, bây giờ ông nói cho tôi biết, con chó như ông có tư cách nói chuyện với tôi không? Dương Thanh hờ hững nói. Lại gặp người quen cũ. Trong lòng Trương Quảng muốn chửi tục. Mình đường đường là người thừa kế nhà họ Trương, đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy chứ? Không đúng, ban đầu ở cổng trường mầm non, Dương Thanh còn đạp ông ta bay xa tới mấy mét. Hoàng Vũ ở bên cạnh cũng nhìn tới ngây người, đồng thời cảm thấy ấm lòng. Vừa rồi Trương Quảng mắng cậu ta là chó, kết quả ông ta lại giống như chó, bị Dương Thanh đập đầu chó xuống bàn trà. Hoàng Vũ cảm giác máu trong người mình như sôi lên, vô cùng sùng bái nhìn Dương Thanh. Thả ông chủ ra. Đám đàn em của Trương Quảng đờ người trong giây lát, cuối cùng mới hoàn hồn và tức giận hét lên. Dương Thanh không để ý tới đám người đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Quảng. Mẹ nó, tất cả lùi lại cho tao. Trương Quảng tức giận gầm lên, chỉ sợ Dương Thanh sẽ trút giận lên người ông ta. Đến bây giờ, ông ta mới thật sự hiểu được, Dương Thanh không phải là người ông ta có thể đắc tội được. Sợ rằng cả Giang Hải không có người nào có thể xông vào nhà họ Hùng, đồng thời bẻ gãy cổ tay của chủ nhà họ Hùng ngay trong phòng ngủ của ông ta, còn có thể đập đầu mình xuống bàn trà trong nháy mắt. Trước đây, ông ta chỉ nghi ngờ, nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn rồi. Vương Lộ Giao đứng bên cạnh run rẩy. Đối với bà ta, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác nào thế giới bị diệt vong. Con khốn này, rốt cuộc mày đã làm gì hả? Trương Quảng nắm tóc Vương Lộ Giao, cố kéo bà ta đến trước mặt Dương Thanh. Vương Lộ Giao đau đớn kêu lên chói tai. Tôi tìm tới chỗ Hùng Bác Thành, dắt theo hai người tới, đánh bố vợ của cậu ta. Bây giờ ông ta còn đang ở trong bệnh viện. Cả người Vương Lộ Giao run rẩy, lắp bắp nói, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Con khốn, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần mà mày còn dám gây rắc rối cho tao. Nếu mày không phải là mẹ của con trai tao thì tao đã giết chết mày rồi, Trương Quảng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta thật sự muốn giết người. Cậu Thanh, tôi đã cảnh cáo con khốn này rất nhiều lần, nhưng không ngờ bà ta vẫn dám đắc tội cậu. Bà ta làm vậy là muốn tìm chết. Cho dù bây giờ cậu bảo tôi giết chết bà ta, tôi cũng không hề nhíu mày. Trương Quảng mắng Vương Lộ Giao xong lại cung kính nói với Dương Thanh. Nghe vậy, Vương Lộ Giao vô cùng hoảng sợ, quỳ bịch xuống dưới chân Dương Thanh, khổ sở cầu xin, cậu Thanh, tôi thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa, xin cậu hãy tha cho tôi. Dương Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi, chỉ còn 8 phút nữa là đến nửa tiếng như anh đã hẹn với Tần Thanh Tâm. Tôi không hy vọng còn nhìn thấy người phụ nữ này ở Giang Hải nữa. Dương Thanh đột nhiên nhìn Trương Quảng, bình tĩnh nói. Trương Quảng kinh ngạc, ông ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ làm ra chuyện quá đáng nào đó, không ngờ chỉ là không cho Vương Lộ Giao xuất hiện ở Giang Hải nữa. Ông ta thoáng sửng sốt rồi vội vàng gật đầu, cậu Thanh yên tâm, sau hôm nay, bà ta đừng mong bước vào Giang Hải một bước. Dương Thanh không quan tâm, xoay người rời đi. Hoàng Vũ vội vàng theo sát phía sau. Mãi đến khi Dương Thanh rời đi rồi,
Trương Quảng mới cảm giác áp lực trên người biến mất. Ông ta tức giận, đạp Phương Lộ dao, bây giờ mày cuốn gói cút ngay. Nếu để tao gặp lại mày thì mày cứ chờ chết đi. Phương Lộ dao quỳ dưới chân Trương Quảng và ôm lấy chân ông ta, khóc lóc cầu xin, chồng ơi, xin ông hãy nể mặt con trai mà cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu. Cái gì, mày còn dám nhắc tới con trai tao à? Mẹ nó, mày có tư cách làm mẹ của con trai tao sao? Cút! Trương Quảng đạp Vương Lộ dao ra, xoay người rời đi. Ngoài cổng trang viên nhà họ Hùng, Hoàng Vũ theo sát Dương Thanh, rất lanh lợi nói, anh Thanh, em biết đường tới bệnh viện, để em lái xe chở anh qua đó nhé. Dương Thanh ném chìa khóa chiếc xe Phaeton cho Hoàng Vũ. Cậu ta vui mừng, vội vàng bước nhanh tới mở cửa sau cho Dương Thanh. Chờ anh lên xe, cậu ta mới chạy tới chỗ ghế lái. Cậu có thể chạy tới đó trong vòng 7 phút không? Dương Thanh lại liếc nhìn đồng hồ, hỏi. Hoàng Vũ cười hì hì, anh Thanh ngồi cho vững nhé. Cậu ta vừa dứt lời, chiếc xe Phaeton bỗng nhiên lao vào tới. Chiếc xe Phaeton này vốn từng được cải tiến, khả năng vận hành của chiếc xe rất tốt, không hổ danh là chiếc xe hơi sang trọng mấy chục triệu. Chẳng trách Hoàng Vũ dám tự đề cử mình lái xe cho Dương Thanh, kỹ năng lái xe của cậu ra thật sự rất tốt. Động cơ của chiếc xe Phaeton gầm rú suốt quãng đường, xuyên qua dòng xe như một tia chớp màu đen. Vừa hết 6 phút, chiếc xe đánh đuôi tuyệt đẹp và đỗ trước cổng bệnh viện nhân dân. Dương Thanh bước vào bệnh viện, anh vừa định gọi điện thoại hỏi xem bọn họ ở phòng bệnh nào thì Tần Thanh Tâm đã gọi điện thoại qua. Dương Thanh, bao giờ anh mới tới bệnh viện thế? Trong giọng nói của Tần Thanh Tâm rõ ràng có chút lo lắng, sợ Dương Thanh làm ra chuyện gì quá đáng. Dương Thanh cười gượng, chắc Tần Thanh Tâm vẫn luôn nhìn đồng hồ, trong lòng lo mình sẽ làm gì Vương Lộ Dao. Anh mỉm cười, không hổ danh là vợ anh, còn có khả năng thần giao cách cảm như vậy. Anh đã đến rồi, bố ở phòng nào thế? Trong phòng bệnh, Tần Thanh Tâm nghe Dương Thanh nói vậy, mặt thoáng đỏ lên rồi nói, giường số 27, tầng 6 của khu nội trú trong bệnh viện. Được, lát gặp. Dương Thanh cúp máy. Tần Đại Dũng nằm ở trên giường trong phòng bệnh, trên đầu quấn băng trắng và còn có vài vết máu. Thanh Tâm, bác sĩ đã nói bố không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, các con không cần phải lo lắng đâu. Chúc Dương Thanh tới, bọn con đi làm đi. Tần Đại Dũng nói với vẻ tự trách, mình đúng là vô dụng, hại con gái và con rể còn phải lo lắng. Bố à, bố đừng đuổi các em ấy nữa. Công ty phát triển rất ổn định, cứ để các em ấy ở lại với bố đi. Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Dương Thanh, trong tay anh cầm giỏ trái cây, cười to và đi vào. Con còn mua hoa quả làm gì chứ? Thật là... Tần Đại Dũng thấy Dương Thanh đặt giỏ trái cây trên tủ bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Dương Thanh liếc nhìn Tần Đại Dũng, thấy mặt mũi ông ta bầm dập, trên đầu cũng bị thương và có cả vết máu, nhìn qua rất nặng nhưng vẫn rất có tinh thần. Dương Thanh chiến đấu trên chiến trường lâu ngày, chít ít anh cũng đã gặp hàng nghìn chiến sĩ bị thương rồi, vừa nhìn đã có thể biết Tần Đại Dũng bị thương không nặng. Cứ như vậy, ba người Tần Thanh Tâm, Tần Y và Dương Thanh ở lại bệnh viện với Tần Đại Dũng. Mãi đến gần giờ làm việc buổi chiều, Tần Đại Dũng uy hiếp sẽ ra viện, Tần Thanh Tâm và Tần Y mới rời đi. Dương Thanh, bố không sao, con cũng đi làm đi. Ông ta, đuổi, được con gái. Nhưng lại không, đuổi, được Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười, bố, con đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Con ở lại bệnh viện với bố là được rồi. Bố không cần phải để ý tới con. Con ra ngoài đi dạo một lát, nếu có việc gì bố cứ gọi điện thoại cho con bảo đảm sẽ nhanh chóng quay về trong vòng 5 phút. Dương Thanh biết mình ở lại bên cạnh Tần Đại Dũng, ông ta sẽ thấy không tự nhiên. Nếu không có người trông Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm và Tần Y lại lo lắng. Anh dứt khoát ra khỏi phòng bệnh, tính ra ngoài hít thở không khí. Hạ Hà, cô phải mau chóng xoay tiền đi. Sau này còn phải tốn một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ cô tiếp đấy. Nếu bây giờ dừng chữa trị sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới căn bệnh. Cảm ơn bác sĩ Hàn, tôi sẽ mau chóng gom đủ tiền thuốc men. Vẫn mong bác sĩ đừng dừng chữa trị cho mẹ tôi xin bác sĩ đấy. Dương Thanh vừa đi ngang qua một phòng bệnh, đột nhiên nghe được một giọng nói khá quen. Anh vô thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người gầy yếu đang định quỳ xuống. Hạ Hà, cô làm gì vậy? Bác sĩ Hàn vội vàng đỡ Hạ Hà,
nghiêm mặt nói, nghĩa vụ của bác sĩ là phải cứu người. Cho dù tạm thời cô không đủ tiền, tôi cũng sẽ nghĩ cách kêu gọi các chương trình cứu trợ thiện nguyện khác cho mẹ cô. Cảm ơn bác sĩ Hàn, bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng gom đủ tiền thuốc men, hai mắt Hạ Hà đỏ hoe, vô cùng xúc động. Được rồi, cô không quần quá áp lực, tôi sẽ cố gắng hết sức, bác sĩ Hàn an ủi một câu rồi xoay người rời đi. Hạ, nhìn bóng người quen thuộc kia, Dương Thanh vừa định gọi cô ấy nhưng chợt nghĩ tới chuyện gì đó nên ngừng lại. Anh đi theo bác sĩ Hàn. Gã đàn ông bị ổi. Khi trước Tiêu Tiêu bị Phương Duyệt lừa đưa đến một biệt thự xa hoa. Lúc Dương Thanh tới cứu Tiêu Tiêu thì Hạ Hà đã bị giam lỏng một tháng. Lúc đó Quan Tuyết Phong dùng Tiêu Tiêu uy hiếp Hạ Hà phải ngủ với anh ta. Cô gái lương thiện này chỉ mới biết Tiêu Tiêu được nửa ngày lại vì cô bé mà chấp nhận. Trong lòng Dương Thanh vẫn vô cùng cảm kích cô gái này. Lúc đó anh đã để lại danh thiếp của mình cho Hạ Hà, nhưng không ngờ bây giờ cô gái này gặp phải rắc rối lớn như vậy, vẫn không liên lạc với anh. Bác sĩ Hàn. Dương Thanh đi theo bác sĩ Hàn đến tận văn phòng mới gọi. Cậu là... Bác sĩ Hàn nghi ngờ nhìn Dương Thanh. Bà ấy là một bác sĩ nữ hơn 50 tuổi, đeo kính lão. Ở cửa văn phòng còn treo biển bác sĩ trưởng khoa và ảnh chụp của bà ấy. Chào bác sĩ Hàn, tôi là bạn của Hạ Hà. Vừa rồi tôi trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tôi muốn hỏi bác sĩ xem cô ấy gặp phải rắc rối gì, Dương Thanh nói. Bác sĩ Hàn ngồi xuống ghế làm việc và chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ra hiệu cho Dương Thanh ngồi xuống. Bà ấy thở dài nói, mẹ của Hạ Hà bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bây giờ dùng thuốc trị liệu phối hợp với thẩm tách vẫn có thể khống chế được. Nhưng đây không phải là cách lâu dài. Tốt nhất vẫn phải tìm được nguồn thận thích hợp để tiến hành ghép thận. Nhưng cho dù có tìm được, cô ấy cũng không thể trả nổi khoản viện phí đã nợ trước đó cộng thêm chi phí phẫu thuật. Ôi, gia đình bình thường mà gặp phải căn bệnh này thì cả nhà đều sẽ suy sụp. Nhìn vẻ mặt bùi ngùi của bác sĩ Hàn, Dương Thanh vô cùng xúc động, chợt nhớ lại mẹ mình. 5 năm trước, bà cũng bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bởi vì không có tiền nên không thể chữa trị kịp thời. Chờ tới khi anh mượn được 500.000 chạy tới bệnh viện thì tất cả đều đã muộn rồi. Anh thậm chí còn chẳng được gặp mẹ lần cuối. Bác sĩ Hàn, tôi định quyên tặng cho bệnh viện 50 triệu, giúp quý viện lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu dùng để giúp đỡ những người như mẹ của Hạ Hà. Đối tượng giúp đỡ đầu tiên chính là mẹ của Hạ Hà. Dương Thanh đột nhiên nghiêm túc nói. Bác sĩ Hàn đứng phắt dậy. Ngạc nhiên hỏi, cậu nói là muốn quyên tặng 50 triệu để lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết liệu ở bệnh viện chúng tôi à? Dương Thanh mỉm cười, nhưng trong chuyện này, tôi chỉ chịu trách nhiệm quyên tặng chứ không tham dự vào các thủ tục khác. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là hy vọng có thể giữ bí mật chuyện này. Được, quá tốt rồi. Bác sĩ Hàn cuối cùng đã xác định được Dương Thanh thật sự nói quyên tặng 50 triệu, bà ấy kích động nói, nếu trên đời này có thể có thêm nhiều người tốt như cậu. Cuộc đời có thể có bao nhiêu khó khăn chứ? Nếu cậu đã xác định, tôi sẽ đưa cậu đi gặp viện trưởng ngay bây giờ. Thấy bác sĩ Hàn kích động, Dương Thanh không khỏi kính nể bà ấy. Anh đi theo bà ấy tới văn phòng của viện trưởng. Viện trưởng tự mình tiếp đón Dương Thanh, thương lượng về việc thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Dù sao muốn lập quỹ lại phải làm theo thủ tục chính quy mới có khả năng bảo đảm quỹ được hoạt động bình thường. Viện trưởng. Vậy những chuyện sau đó đành làm phiền bệnh viện giúp cho, tôi không tiện tham dự. Sau khi thương lượng xong chuyện lập quỹ, Dương Thanh đứng dậy và rời đi. Viện trưởng tiễn Dương Thanh tới thang máy. Làm xong chuyện này, Dương Thanh cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng, thấy thoải mái hơn nhiều. Chuyện 5 năm trước vẫn luôn là nút thắt khó có thể tháo gỡ trong lòng anh. Mẹ ra đi vì nhiễm trùng đường tiết niệu, bây giờ anh giúp bệnh viện thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Chắc hẳn có thể giúp được không ít người. Mẹ, nếu mẹ biết chuyện này, chắc mẹ sẽ rất vui nhỉ, Dương Thanh nghĩ thầm. Nhớ đến mẹ, anh lại nghĩ tới gia tộc Vũ Văn, trong lòng càng tức giận hơn. Gia tộc Vũ Văn, một ngày nào đó, tôi phải đích thân đi một chuyến. Tôi sẽ tính rõ với các người về từng khoản nợ năm đó, mắt Dương Thanh ánh lên vẻ lạnh lùng. Nếu không phải gia tộc Vũ Văn cướp đi tập đoàn Nhạn Thanh vốn là của mẹ, còn đuổi mẹ con bọn họ ra gia tộc, sao mẹ có thể chết ở bệnh viện vì không có tiền chữa bệnh được? Hạ Hà, em còn chưa suy nghĩ xong à? Bệnh của dì đã rất nghiêm trọng, còn trì hoãn nữa, nói không chừng sẽ không chữa được đâu.
chỉ cần em lấy anh, Trang Tất Phàm anh sẽ bao hết mọi chi phí chữa bệnh của dì. Dương Thanh vừa định tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng, đột nhiên nghe được một giọng nói vọng ra từ phía cầu thang đi bộ. Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng có người đang dây dưa với Hạ Hà. Vào lúc này gã lại bảo Hạ Hà gả cho mình chính là mượn gió bẻ măng. Trang Tất Phàm, tôi đã nói rõ với anh rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn. Nếu hôm nay anh tới giúp tôi rất biết ơn, cũng sẽ mau chóng trả lại tiền cho anh. Nếu anh tới làm phiền tôi, vậy thật ngại quá, tôi không có thời gian, giọng nói của Hạ Hà vang lên ngay sau đó. Hạ Hà, anh thật sự không hiểu, anh đường đường là cậu chủ nhà họ Trang, đừng nói Giang Hải, cho dù cả Chiêu Châu cũng có rất nhiều cô gái muốn lấy anh. Sao em không thể cân nhắc tới anh một chút chứ? Trang Tất Phàm kích động, nắm lấy cánh tay của Hạ Hà, em nói cho anh biết, có phải em đã thích ai hay không? Anh thả tôi ra. Hạ Hà vùng thoát khỏi tay Trang Tất Phàm, yếu ớt nói, Trang Tất Phàm, tôi muốn nói rõ với anh hai chuyện. Đầu tiên, tôi tuyệt đối sẽ không lấy người mình không yêu. Thứ hai, tôi có người yêu hay không, không liên quan gì đến anh. Sắc mặt Trang Tất Phàm cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, lẽ nào em không lo không kịp đóng tiền viện phí sẽ làm chậm việc chữa trị cho gì à? Vẻ mặt Hạ Hà đau khổ. Nếu cưới Trang Tất Phàm thì thật sự có thể giải quyết được những rắc rối này. Nhưng cô ta biết Trang Tất Phàm là hạng người gì. Cô ta không thích, thậm chí chán ghét kiểu người này. Lấy một người như vậy quả thật là sống không bằng chết. Thấy Hạ Hà không nói lời nào, Trang Tất Phàm cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói thêm, Hạ Hà, em phải tin anh chỉ yêu một mình em thôi. Chỉ cần em lấy anh nhất định sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Trước khi mẹ tôi khỏi bệnh, tôi không muốn nghĩ tới chuyện này. Hạ Hà nói xong, quay người rời đi. Hạ Hà! Trang Tất Phàm tức giận, lập tức lộ ra bộ mặt thật, em đừng có được nước làm tới. Anh để mắt tới em là vinh hạnh của em rồi, em lại dám từ chối à? Nếu em không đồng ý lấy anh, em có tin anh nói một câu là có thể đuổi mẹ em ra khỏi viện không? Trang Tất Phàm, anh dám! Mắt Hạ Hà đỏ hoe, vẻ mặt tức giận. Cô ta biết thân phận của Trang Tất Phàm, cũng hiểu rõ anh ta thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Em biết rõ anh có dám hay không, Trang Tất Phàm cười lạnh. Một người đàn ông phải dùng chuyện như vậy để uy hiếp một cô gái yếu đuối, hơi quá đáng rồi ấy nhỉ. Đúng lúc này, Dương Thanh xuất hiện và đi tới bên cạnh Hạ Hà, híp mắt nhìn Trang Tất Phàm nói. Tần Thanh Tâm khóc. Dương Thanh xuất hiện khiến Hạ Hà kinh ngạc. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra Dương Thanh, là anh. Chuyện lần trước dường như còn hiện rõ trước mắt. Khi mình sắp bị Quan Tuyết Phong ép phải ngủ với anh ta, Dương Thanh đã xuất hiện. Đặc biệt là người đàn ông vạm vỡ nghe theo lệnh của Dương Thanh, vác Quan Tuyết Phong trên vai và nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Hơn một tháng không gặp, cô gái này còn gầy hơn lần trước, gương mặt xinh xắn không hề trang điểm, vẫn mặc chiếc quần jean bạc màu và cái áo phông trắng kia. Mái tóc đen suôn mượt được cô ta để xóa phía sau, đúng là một người đẹp cực phẩm. Dương Thanh nhìn Hạ Hà mỉm cười, đã lâu không gặp. Sau thoáng kinh ngạc, Hạ Hà cười dịu dàng, không ngờ còn có thể gặp lại anh. Dương Thanh liếc nhìn cô gái này với vẻ kỳ lạ, dường như cô ấy rất vui khi gặp mình. Hạ Hà, anh ta là ai vậy? Trang Tất Phàm bị bỏ quên bên cạnh đã sớm tức giận. Gã theo đuổi Hạ Hà lâu như vậy. Còn chưa từng thấy cô ta tươi cười đâu. Nhưng lúc này, cô ta lại cười rạng rỡ như vậy. Hạ Hà hờ hững nhìn gã rồi quay sang Dương Thanh, nghiêm túc nói, chắc anh biết em vẫn luôn thích anh có bằng lòng làm bạn trai của em không? Hạ Hà đột nhiên tỏ tình làm Dương Thanh nhất thời không kịp phản ứng. Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Hơn nữa cô ta cũng biết mình đã có con gái, cô ta không phải là cô gái tùy tiện, làm sao có thể tỏ tình với mình được. Dương Thanh nhanh chóng nhận ra vẻ cầu khẩn trong mắt Hạ Hà. Anh chợt hiểu ra, sở dĩ cô ta tỏ tình với mình trong khi bọn họ mới gặp mặt lần thứ hai, còn biết mình có con gái, là vì cô ta muốn thoát khỏi Trang Tất Phàm. Dương Thanh khẽ lắc đầu trong ánh mắt cầu khẩn của Hạ Hà. Cô ta lập tức thất vọng. Nhưng vào lúc này, Dương Thanh đột nhiên bước tới trước mặt Hạ Hà, cầm tay và nhìn cô ta với ánh mắt thâm tình, đáng lẽ em phải để cho đàn ông tỏ tình chứ? Thật ra tôi đã yêu em từ lần đầu nhìn thấy em. Em có bằng lòng làm bạn gái của tôi không? Dương Thanh nói vô cùng trịnh trọng làm Hạ Hà hoảng loạn.
nhưng cô ta hiểu rõ anh đang giúp mình, vì vậy gật đầu nói em bằng lòng. Cứ như vậy, Dương Thanh đã tỏ tình thành công với Hạ Hà ngay trước mặt Trang Tất Phàm. Giây phút Hạ Hà chủ động tỏ tình, Trang Tất Phàm đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này gã trơ mắt nhìn cô gái mà mình nằm mơ cũng muốn có được nhận lời tỏ tình của một người đàn ông khác ngay trước mặt gã. Gương mặt Trang Tất Phàm trở nên khó coi. Trong lòng gã đã sớm xem Hạ Hà là người của mình, bây giờ lại thấy cô ta nhận lời tỏ tình của người khác ngay trước mặt mình. Có thể tưởng tượng được trong lòng Trang Tất Phàm lúc này tức giận tới mức nào. Trang Tất Phàm, anh cũng thấy đấy, tôi đã có người yêu, hy vọng về sau anh đừng tới quấy rầy tôi nữa. Hạ Hà chủ động khoác tay Dương Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Trang Tất Phàm nói. Con khốn này, cô dám đưa đẩy với thằng đàn ông khác ở ngay trước mặt tôi à? Cô không muốn mẹ cô được chữa trị ở đây nữa sao? Trang Tất Phàm thẹn quá hóa giận. Gương mặt Hạ Hà có chút khó coi. Cô ta đột nhiên hơi hối hận vì đã kích động Trang Tất Phàm một cách trực tiếp như thế này. Không phiền cậu để ý tới chuyện chữa trị cho gì, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, Dương Thanh cười nói. Mẹ nó, anh câm miệng cho tôi. Trang Tất Phàm chỉ tay vào Dương Thanh, tức giận hét lên. Dương Thanh híp mắt lại, tốt nhất cậu nên bớt kiêu ngạo đi, bằng không chết thế nào cũng chẳng biết đâu. Mẹ nó, anh dám uy hiếp tôi à? Muốn chết? Trang Tất Phàm tức giận quát lên, vung quả đấm đánh mạnh về phía mặt Dương Thanh. Cẩn thận! Hạ Hà vô cùng hoảng sợ. Bịch! Nhưng Trang Tất Phàm còn chưa chạm tới người Dương Thanh, đã bị anh đạp ra, gã lăn từ trên cầu thang xuống. Hạ Hà chỉ muốn dùng Dương Thanh làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ anh lại dám ra tay với Trang Tất Phàm. Cô ta cuống lên, vội vàng nói, Dương Thanh, anh ta là người nhà họ Trang đấy, anh không cần phải để ý tới tôi, mau đi đi. Hạ Hà vốn là cô gái lương thiện, lúc này trong lòng chỉ thấy hối hận. Nếu Dương Thanh vì cô ta mà đắc tội nhà họ Trang, phải chịu tổn thương gì, cô ta sẽ áy náy cả đời. Dương Thanh bình tĩnh nói, yên tâm đi, chỉ là một nhà họ Trang còn con, chưa làm gì được tôi đâu. Ở Giang Hải không có nhiều họ Trang, nhưng chỉ có thể là nhà họ Trang có tên tuổi ngang với ba gia tộc lớn Quan, Ngụy, Tô mới có thế hệ trẻ lớn lối như Trang Tất Phàm. Bốn gia tộc lớn này được gọi là nhóm bốn tộc Giang Hải, là bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Nhìn Dương Thanh tự tin như vậy, Hạ Hà chợt nhớ tới người anh em được Dương Thanh dẫn tới lần trước đã đánh cho cháu đích tôn nhà họ Quan hôn mê rồi đưa đi. Nhưng bây giờ anh vẫn không sao cả. Điều này chứng tỏ trong chuyện lần trước, nhà họ Quan cũng không làm gì được anh. Nói vậy chỉ có một khả năng, chính là Dương Thanh không hề sợ nhà họ Quan. Nhà họ Trang có tên tuổi ngang với nhà họ Quan, tất nhiên Dương Thanh cũng sẽ không sợ hãi nhà họ Trang. Nghĩ vậy, Hạ Hà đã yên tâm hơn, nhưng ánh mắt cô ta vẫn hiện rõ vẻ lo âu. Mày dám động đến tao à? Mày cứ chờ đấy cho tao. Trang Tất Phàm bị ngã từ trên cầu thang xuống, một chỗ trên đầu bị đập mạnh. Gã giãy giụa bò dậy và đe dọa một câu, sau đó xoay người rời đi. Đi thôi, không sao rồi. Dương Thanh cười nói. Hạ Hà khẽ gật đầu, đột nhiên áy náy nói, rất xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Không phải tôi cố ý lợi dụng anh làm bia đỡ đạn đâu. Tại Trang Tất Phàm làm phiền tôi quá lâu, tôi thật sự hết cách để thoát khỏi anh ta. Không sao, hơn nữa, cô còn là ân nhân của con gái tôi. Nếu lần trước không nhờ cô che chở cho con bé, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Thanh mỉm cười và chuyển đề tài hỏi, đúng rồi, tôi vừa nghe tên khốn kia nhắc tới tiền chữa bệnh của dì. Dì bị sao vậy, mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Đang nằm ở viện này. Tôi còn thiếu chút tiền chữa bệnh, sắc mặt Hạ Hà ảm đạm, lại có chút bi thương. Không phải lúc trước tôi đã để lại danh thiếp của tôi cho cô à? Sao cô không liên lạc với tôi? Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Hạ Hà ngượng ngùng nói, tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp của anh rồi. Cô ta nói xong đột nhiên hiểu được ý của Dương Thanh, lập tức vui mừng nắm tay Dương Thanh, ý anh là anh có thể cho tôi mượn tiền à? Thấy Hạ Hà kích động như vậy, trong lòng Dương Thanh đột nhiên thấy hơi xót xa. Lúc trước mình gom góp tiền thuốc men cho mẹ cũng phải giật gấu vá vai, chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Dương Thanh mới ra khỏi phòng của viện trưởng đã gặp Hạ Hà. Chắc hẳn cô ta còn chưa biết mình đã lập quỹ, mà mẹ của cô ta sẽ thành người đầu tiên được giúp đỡ. Dương Thanh! Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên từ bên cạnh,
trong giọng nói còn có chút tức giận. Dương Thanh vừa quay đầu, đã thấy Tần Thanh Tâm đang tức giận nhìn anh, cô còn khóc nữa. Vừa rồi Hạ Hà kích động đã nắm lấy tay anh, cảnh tượng như vậy lại vừa vặn bị Tần Thanh Tâm thấy được. Lúc này, Hạ Hà ý thức được điều gì đó, vội vàng thả tay Dương Thanh ra. Tôi có vợ rồi. Dương Thanh nhất thời hoảng hốt, vội vàng chạy tới chỗ của Tần Thanh Tâm. Vợ ơi, em đừng hiểu nhầm, hai người đã nắm tay nhau rồi, còn có gì để giải thích chứ? Tần Thanh Tâm đẩy Dương Thanh ra, xoay người đi về phía phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Tâm! Dương Thanh đuổi theo, nhưng anh còn chưa kịp nói gì đã bị Tần Thanh Tâm vô tình ngắt lời. Bây giờ tôi không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh hết. Nhìn theo bóng cô rời đi, trong lòng Dương Thanh cảm thấy cay đắng. Sợ rằng lúc này mình quấn lấy Tần Thanh Tâm giải thích, sẽ chỉ làm cô càng giận hơn thôi. Dương Thanh xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động đã làm chị ấy hiểu nhầm. Lúc này Hạ Hà đi tới, áy náy nói. Không sao, không phải lỗi của cô, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với cô ấy. Dương Thanh khẽ lắc đầu, bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ? Có hiểu nhầm vừa rồi, Hạ Hà cũng không tiện mở miệng vay tiền nữa, lại nói có phải chị ấy là mẹ của Tiêu Tiêu không? Chị ấy thật đẹp, tôi đi với anh tìm chị ấy giải thích được không? Dương Thanh vội ngăn lại, cô không cần để ý tới chuyện này làm gì. Đây chỉ là một hiểu nhầm thôi. Chờ cô ấy hết giận, tôi sẽ giải thích. Hạ Hà khẽ gật đầu và không nói nữa, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng áy náy. Ở phía khác, Tần Thanh Tâm đi thật xa vẫn không thấy Dương Thanh đuổi theo. Cô tức giận, đồ xấu xa, em nói không muốn nghe anh giải thích thì anh không giải thích nữa à? Khi cô vừa tận mắt nhìn thấy Hạ Hà nắm tay Dương Thanh, cô thật sự rất tức giận. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, trong này nhất định còn có ẩn tình nào khác, chắc cô đã hiểu nhầm gì đó. Nếu Dương Thanh biết được suy nghĩ trong lòng Tần Thanh Tâm lúc này, nhất định sẽ càng phiền muộn hơn. Dương, Hạ Hà. Lúc này, bác sĩ Hàn mới từ văn phòng của viện trưởng đi ra, vừa thấy Dương Thanh và Hạ Hà, bà ấy vừa muốn gọi Dương Thanh lại chợt nhớ tới chuyện anh yêu cầu phải giữ bí mật. Hạ Hà, tôi nói cho cô biết một tin tức tốt. Chi phí chữa trị của mẹ cô và các chi phí mà nhà cô nợ bệnh viện trong giai đoạn trước đều sắp được giải quyết rồi. Bác sĩ Hàn lập tức báo tin tức tốt này cho Hạ Hà biết. Mặt Hạ Hà đờ đẫn, đột nhiên có cảm giác vui mừng như muốn bay lên trời. Vừa rồi cô ta còn đang lo lắng về chuyện tiền nong, bác sĩ Hàn lại đột nhiên nói cho cô ta biết, mình không cần lo lắng về tiền nữa. Bác sĩ Hàn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, thật lâu sau, Hạ Hà mới hoàn hồn. Bác sĩ Hàn cầm tay Hạ Hà, vui mừng nói, có một mạnh thường quân đã quyên tặng cho bệnh viện một khoản tiền lớn, muốn lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngay vừa nãy, viện trưởng đã cho người đi soạn tài liệu đóng dấu, mẹ cô sẽ là đối tượng đầu tiên được quỹ này giúp đỡ. Lúc này Hạ Hà mới hiểu được có chuyện gì xảy ra, mừng rơi nước mắt, kích động nói cảm ơn bác sĩ Hàn. Cảm ơn bác sĩ Hàn. Nếu nói cảm ơn thì phải cảm ơn mạnh thường quân kia. Tôi cũng chẳng làm được gì. Sau này cô cứ yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Một khi tìm được nguồn thận thích hợp, chúng tôi lập tức làm phẫu thuật ghép thận cho mẹ cô. Bác sĩ Hàn vừa cười vừa nói. Bà ấy thật lòng thương Hạ Hà. Cô ta còn trẻ lại phải gánh áp lực lớn như vậy. Bác sĩ Hàn, tôi muốn hỏi mạnh thường quân mà bác sĩ nói là ai vậy? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn người đó, Hạ Hà lại hỏi. Bác sĩ Hàn có nỗi khổ trong lòng, lắc đầu, đối phương quyên tặng giấu tên, làm việc tốt không để lại tên. Nếu cậu ấy đã chọn như vậy, chắc hẳn không muốn người khác chú ý nhiều tới mình. Hạ Hà khẽ gật đầu, trong mắt hơi thất vọng. Cậu này là bạn trai cô à? Tôi thấy rất có tinh thần đấy, vừa nhìn đã biết là một cậu thanh niên tốt rồi. Nếu gặp được thì phải lấy ngay, tuyệt đối đừng bỏ qua đấy. Bác sĩ Hàn liếc nhìn Dương Thanh, cười nói. Bây giờ bà ấy nhìn Dương Thanh thế nào cũng thấy thích. Mặt Hạ Hà nhất thời đỏ lựng, vội vàng nói, bác sĩ Hàn, bác sĩ đừng hiểu nhầm. Anh ấy chỉ là một người bạn của tôi thôi. Người yêu không phải đều bắt đầu từ bạn à. Bác sĩ Hàn không đồng ý, vừa cười vừa nói, tôi đã nói cho cô biết tin tức tốt rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Bà ấy nói xong, xoay người rời đi. Mặt Hạ Hà đã đỏ ửng. Dương Thanh cười nói, tôi đi thăm gì? Dương Thanh đi theo Hạ Hà vào phòng bệnh mẹ của cô ta, thấy một người phụ nữ trung niên trông rất bình thường,
sắc mặt yếu ớt nằm ở trên giường bệnh. Mẹ, đây là bạn con, Dương Thanh. Hạ Hà nói với người phụ nữ trung niên. Lúc này bà Hạ mới mở mắt ra, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy Dương Thanh. Chào gì? Dương Thanh đặt một giỏ trái cây trên tủ đầu giường, mỉm cười chào. Bà Hạ lập tức cười dịu dàng, chỉ vào cái ghế đặt bên cạnh giường bệnh, Thanh, cháu mau ngồi đi. Đúng rồi mẹ, con nói cho mẹ nghe một tin tức tốt nhé. Bác sĩ Hàn vừa nói, có Mạnh Thường Quân quyên tặng dấu tên một khoản tiền lớn, sắp thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Còn mẹ sẽ thành đối tượng giúp đỡ đầu tiên của quỹ này, Hạ Hà lập tức chia sẻ tin tức tốt này cho bà Hạ. Thật à? Đương nhiên là thật rồi. Chính bác sĩ Hàn nói cho con biết đấy. Vậy thì tốt quá, cuối cùng con gái của mẹ không cần phải lo âu vì chuyện tiền nong rồi. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau, mừng rơi nước mắt, trong lòng Dương Thanh thấy rất thỏa mãn. Nếu 5 năm trước cũng có quỹ như vậy, có lẽ mẹ đã không mất. Sau khi hai mẹ con bớt xúc động, Dương Thanh vừa định rời đi lại bị bà Hạ đột nhiên kéo lại, nhiệt tình hỏi, Dương Thanh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 27 tuổi, Dương Thanh thành thật trả lời. Nhà cháu ở đâu? Bà Hạ hỏi. Có thể xem như là ở Giang Hải, Dương Thanh vẫn chưa ý thức được điều gì. Nhà cháu có mấy người? Bà Hạ lại hỏi. Dương Thanh nhanh chóng hiểu ra, lập tức dở khóc dở cười. Anh lại bị bà Hạ xem thành bạn trai của Hạ Hà à? Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là anh bị bác sĩ Hàn hiểu nhầm, tiếp theo lại bị bà Hạ hiểu nhầm, thậm chí ngay cả Tần Thanh Tâm cũng hiểu nhầm. Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à? Hạ Hà nổi giận, Dương Thanh đã kết hôn, con gái anh ấy cũng 4, 5 tuổi rồi. Hả, đã kết hôn rồi à? Bà Hạ thất vọng. Dì nghỉ ngơi đi, cháu sẽ quay lại thăm dì vào hôm khác, Dương Thanh vội vàng đứng lên chào. Sau khi Hạ Hà tiễn Dương Thanh ra ngoài mới áy náy nói, xin lỗi anh, lại khiến anh bị hiểu nhầm. Chính là thằng nhóc kia. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Đó chính là Trang Tất Phàm mới bị Dương Thanh đạp một cái trước đó. Gã còn dẫn theo hai vệ sĩ mặc com lê. Vừa nghe thấy Trang Tất Phàm nói vậy, hai người vệ sĩ đều chạy về phía Dương Thanh. Hạ Hà lập tức hoảng loạn, nhìn Trang Tất Phàm tức giận nói, anh muốn làm gì? Con đàn bà khốn kiếp này, cô còn có mặt mũi hỏi tôi làm gì à? Trang Tất Phàm cười lạnh, nếu anh ta dám làm bạn trai của cô, vậy tôi sẽ đánh cho anh ta thành tàn phế trước đã. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, lãnh đạm nói, chỗ này là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ra bên ngoài nói. Mẹ nó, anh là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với tôi? Trang Tất Phàm vô cùng nóng nảy, ra lệnh, đánh thằng khốn này tàn phế cho tao. Hạ Hà cảm động. Hai vệ sĩ nhận được mệnh lệnh của Trang Tất Phàm, cùng lúc lao về phía Dương Thanh. Hạ Hà rất sốt ruột. Theo đứng chắn ở trước mặt Dương Thanh theo bản năng, tức giận nói với Trang Tất Phàm, có gì anh cứ nhằm vào tôi đây này. Cô ta vừa nói dứt lời, hai tên vệ sĩ đã lao tới. Một người trong đó vung nắm đấm đánh về phía Dương Thanh. Hạ Hà đột nhiên xuất hiện ở trước người Dương Thanh làm tên vệ sĩ kia muốn thu tay lại cũng không kịp, chỉ có thể hạ nắm đấm xuống. Hạ Hà cũng vô cùng hoảng sợ, cô ta dường như cảm giác được lực nắm đấm của người vệ sĩ đánh tới. Nên vô thức nhắm mắt lại. Vù! Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên kéo cô ta vào lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó, cô ta cảm giác mình bay lên. Bịch, bịch! Tới khi cô ta mở mắt ra, đã thấy mình lại đứng trên mặt đất. Hai người vệ sĩ vừa nãy lại giống như hai viên đạn pháo bay xa hơn 10 mét và ngã xuống đất, đang kêu rên. Hạ Hà trợn trừng mắt, đầy kinh ngạc. Mà Trang Tất Phàm tận mắt nhìn thấy tất cả. Đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hai tên vệ sĩ đều là cao thủ từng làm lính đặc công, cũng xem như cao thủ hàng đầu ở trong nhà họ Trang của gã, bây giờ thậm chí không chịu nổi một đá của Dương Thanh, bay xa hơn 10 mét. Dương Thanh lại bình thản bước nhanh tới trước mặt Trang Tất Phàm, lạnh lùng nói, bây giờ, cậu có thể ra ngoài nói chuyện rồi chứ? Anh muốn làm gì? Trang Tất Phàm run rẩy nói. Đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu những lời này mới đúng chứ, Dương Thanh cười khẩy. Nếu không phải chỗ này là nơi công cộng, làm sao Trang Tất Phàm còn có thể đứng ở trước mặt Dương Thanh nữa? Tôi là cậu chủ nhà họ Trang,
anh không thể động vào tôi, Trang Tất Phàm nói chuyện không đầu không cuối. Cho dù gã biết mình không phải là đối thủ của Dương Thanh, nhưng gã vẫn không muốn nhận thua Dương Thanh. Một gã trai tồi mà thôi, đừng nói động vào cậu, tôi có giết chết cậu thì đã thế nào. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh giá, giọng nói cũng lạnh như băng. Vừa rồi, chính tên ngông cuồng này đã ra lệnh đánh mình tàn phế. Chỉ vì gã tưởng mình có quan hệ yêu đương với cô gái mà gã muốn có được. Chắc đám trai tồi làm không ít những chuyện như thế này nhỉ. Trang Tất Phàm run rẩy, gã cảm nhận được Dương Thanh muốn giết mình, gã có cảm giác như bị một con thú hoang thời thượng cổ để mắt tới vậy. Anh dám động vào tôi thử xem. Trang Tất Phàm miễn cưỡng nói, bốp, gã vừa dứt lời, Dương Thanh đã giáng cho gã một cú tát. Tiếng tát tai vang lên giòn giã, trên mặt Trang Tất Phàm cũng hằn lên dấu ngón tay đỏ chói. Tôi đánh cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi? Dương Thanh bình tĩnh nói. Anh, mẹ kiếp, không ngờ anh lại dám đánh tôi. Anh biết tôi là ai không? Hai mắt Trang Tất Phàm trợn trừng, đầy vẻ khó tin. Gã đường đường là cậu chủ nhà họ Trang, được mệnh danh là cậu Tư Giang Hải, trước tiên không nhắc tới chuyện bị người ta cướp gái mà còn bị ăn tát. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, gã còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Bốp! Ấy thế mà, gã vừa chất vấn Dương Thanh xong lại ăn ngay một cú tát khác. Cái tát này còn mạnh hơn trước, má bên kia cũng hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, khóe miệng gã rớm máu. Trang Tất Phàm sắp phát điên rồi. Gã bị đối phương liên tục tát hai cái, điều này quả thật là sự sỉ nhục đối với gã. Tôi lại tát cậu đấy, cậu có thể làm gì chứ? Ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Xung quanh đã có vài người đứng xem, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là những người bác sĩ kia. Họ biết rất rõ về thân phận của Trang Tất Phàm. Nghe đâu là nghiệp vụ bảo vệ bệnh viện này hợp tác với nhà họ Trang. Mặc dù đây chỉ là một nghiệp vụ nhỏ đối với bệnh viện, nhưng dù sao phía hợp tác cũng là nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Trang Tất Phàm lại được gọi là cậu Tư Giang Hải. Bây giờ gã bị một người tuổi tác tương đương tát hai cái, có thể tưởng tượng được những người này kinh ngạc thế nào. Hạ Hà đờ đẫn trong giây lát rồi dần bình tĩnh lại. Cho dù cô ta lo lắng cho Dương Thanh, nhưng cũng hiểu anh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trang Tất Phàm cảm giác như người xung quanh đều đang chỉ trỏ bàn tán về mình, gã càng giận hơn. Thằng khốn, anh chờ đấy cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Gã uy hiếp một câu rồi muốn rời đi. Tôi có nói là cho cậu đi chưa? Nhưng vào lúc này Dương Thanh lại hùng hổ dọa người, không định tha cho Trang Tất Phàm. Thằng khốn! Tôi khuyên anh tốt nhất là nên xin lỗi tôi đi. Tôi là con cháu của nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Ông nội tôi là chủ nhà họ Trang. Anh dám đánh tôi, chính là đối địch với cả nhà họ Trang đấy. Trang Tất Phàm nghiến răng nói, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ kiêng kỵ. Dương Thanh, hay là thôi đi. Lúc này Hạ Hà đi tới bên cạnh Dương Thanh khẽ nói. Dương Thanh và Trang Tất Phàm trở mặt. Cho dù anh không sợ nhà họ Trang, nhưng nhà họ Trang vẫn là một rắc rối lớn, hơn nữa tất cả đều do cô ta mà ra. Nể mặt Hạ Hà, tôi tạm thời tha cho cậu. Nếu cậu còn dám tới trêu chọc Hạ Hà, vậy tôi sẽ không thả cho cậu đi dễ dàng như hôm nay đâu. Dương Thanh chợt nói, cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho Trang Tất Phàm, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì chỗ này là bệnh viện, anh không muốn vì ân oán cá nhân mà mang đến rắc rối cho người khác. Có bài học vừa rồi. Trang Tất Phàm cũng không dám đe dọa nữa, chỉ hung hăng trừng mắt với Dương Thanh rồi xoay người rời đi. Dương Thanh, nếu không có chuyện gì, anh vẫn nên mau chóng rời khỏi bệnh viện đi. Hạ Hà lo lắng nói, Trang Tất Phàm là kẻ đặc biệt thâm hiểm tàn nhẫn. Anh vừa mới đánh anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Được, vậy tôi đi trước, có việc gì thì cô cứ liên lạc với tôi. Dương Thanh khẽ cười và nói thêm, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Hạ Hà đọc số di động của mình cho Dương Thanh. Anh gọi qua, chờ điện thoại của Hạ Hà đổ chuông mới ngắt máy, mỉm cười nói, đây là số của tôi, cô đừng làm mất nữa đấy. Hạ Hà lập tức đỏ mặt, vội vàng lưu số điện thoại của Dương Thanh vào máy và nói cho anh biết, tôi đã lưu lại rồi. Ân nhân! Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ khi nhìn thấy cái tên được Hạ Hà lưu. Hạ Hà mỉm cười, nếu không nhờ anh cứu tôi, có thể bây giờ tôi vẫn đang bị nhốt, thậm chí tôi còn không biết mẹ tôi đang bị bệnh nặng.
Dương Thanh cười gượng, anh vốn xem Hạ Hà là ân nhân, dù sao cô gái này thả hy sinh sự trong sạch của mình cũng muốn bảo vệ Tiêu Tiêu. Không ngờ ngược lại, Hạ Hà lại xem mình là ân nhân. Vậy tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau nhé? Dương Thanh mỉm cười và phất tay, thản nhiên rời đi. Mãi đến khi bóng lưng của Dương Thanh biến mất ở cuối hành lang, Hạ Hà mới không nhìn theo nữa. Hạ Hà, tôi suy nghĩ vẫn thấy nên nói cho cô biết chuyện này. Đúng lúc này, bác sĩ Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hạ Hà. Bác sĩ Hàn, bệnh tình của mẹ tôi có vấn đề gì sao? Hạ Hà đột nhiên căng thẳng. Bác sĩ Hàn lắc đầu, liếc nhìn về hướng Dương Thanh vừa biến mất, đột nhiên thở dài, thật ra, lần này bệnh viện lập được quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu là nhờ có cô đấy. Sao à? Hạ Hà như hiểu ra được gì đó. Bác sĩ Hàn nói, thật ra Mạnh Thường Quân đã quyên tặng 50 triệu để lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu chính là Dương Thanh. Cậu ấy không muốn cô có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, mới che giấu tất cả. Vốn dĩ tôi không nên nói cho cô biết điều này, nhưng tôi biết cô là một cô gái tốt, có ơn phải trả. Tôi không nói cho cô biết trái lại sẽ khiến cô nặng lòng. Cô vẫn nên nghĩ cách đi tìm cậu ấy đi, nhưng dù sao chuyện này cũng là quyền riêng tư của Dương Thanh. Nếu cậu ấy lựa chọn che giấu, tất nhiên có đạo lý của cậu ấy. Cô tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai khác. Xóa bỏ hiểu lầm. Sau khi biết được sự thật, hai mắt Hạ Hà đỏ bừng. Cô ta nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cảm thấy vô cùng áy náy. Dương Thanh âm thầm giúp đỡ cô ta, vậy mà cô ta lại lợi dụng anh để thoát khỏi Trang Tất Phàm. Tôi đã sống gần 60 năm trên đời, ít nhất vẫn có mắt nhìn người. Mặc dù tôi mới gặp Dương Thanh lần đầu nhưng tôi thấy được sự tốt bụng toát ra từ người cậu ấy. Nếu cô ở bên cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, bác sĩ Hàn lại nói. Hạ Hà lắc đầu cười chua xót, chúng tôi không bao giờ có khả năng. Sao lại như vậy, cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nếu cô chủ động một chút, không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt nổi, bác sĩ Hàn vội nói. Sắc mặt Hạ Hà trở nên ảm đạm, vợ của anh ấy rất xinh đẹp. Anh ấy còn có một đứa con gái 4 tuổi. Hả? Bác sĩ Hàn giật mình hỏi, Dương Thanh kết hôn rồi sao? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Tần Thanh Tâm trông thấy anh liền hừ lạnh, quay ngoắt sang một bên nói với Tần Đại Dũng, con đi đón Tiêu Tiêu rồi đưa con bé tới thăm bố sau. Bố không sao nữa rồi, con đừng đưa con bé tới bệnh viện nữa, mau về nhà với con bé đi. Tần Đại Dũng lập tức ngăn cản. Tâm! Anh! Dương Thanh chưa kịp nói ra lời, Tần Thanh Tâm đã quay người rời đi. Anh định đuổi theo lại bị cô lớn tiếng quát, đừng đi theo em. Thấy Tần Thanh Tâm đi khỏi, Dương Thanh rất buồn bực. Con với con bé Tâm làm sao vậy? Tần Đại Dũng nghi hoặc nhìn Dương Thanh, lúc con bé mới tới, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi ạ. Đợi cô ấy hết giận con sẽ giải thích với cô ấy, Dương Thanh đáp. Tần Đại Dũng rất yên tâm về anh. Bố chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì to tát cả. Con đừng lãng phí thời gian ở đây với bố nữa, mau về nhà đi, Tần Đại Dũng khuyên nhủ. Lần này phải nhập viện, ông ta đã thấy rất có lỗi. Nếu còn khiến con gái và con rể lo lắng, ông ta sẽ càng áy náy. Vết thương của ông ta thực sự không hề nghiêm trọng, thế nhưng nếu không có ai trông coi, Tần Thanh Tâm và Tần Y chắc chắn sẽ không yên lòng. Đợi lát nữa con sẽ về sau, Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nghe thấy có người gọi mình, chị Tâm chờ đã. Tần Thanh Tâm quay người lại, trông thấy một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết. Cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người phụ nữ này cùng tầm tuổi với cô. Cô ta mặc trên người một bộ quần áo hơi cũ, quần jean đã sờn, hoa văn trên chiếc áo sơ mi màu trắng cũng trở nên nhạt màu. Nhưng gương mặt tuyệt sắc không chút son phấn kia lại cuốn hút hơn những sao nữ nổi tiếng trang điểm tỉ mỉ rất nhiều. Hiện giờ, ánh mắt của cô ta hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo sơ mi theo bản năng. Tần Thanh Tâm lập tức cảm thấy rất chán ghét, lạnh lùng nói, quan hệ của cô với Dương Thanh đúng là rất thân thiết, nói cho cô biết cả tên của tôi cơ đấy. Hạ Hà vội vàng nói, chị Tâm, chị đừng hiểu lầm. Thực ra hôm nay mới là lần thứ hai em gặp Dương Thanh. Mới gặp lần thứ hai đã lôi lôi kéo kéo. Nếu gặp thêm vài lần có phải hai người sẽ càng thân mật hơn hay không? Tần Thanh Tâm châm chọc nói.
Hạ Hà không hề khó chịu với thái độ thù địch của Tần Thanh Tâm, trên gương mặt tinh xảo chỉ tràn ngập lo lắng. Chị Tâm, chị thực sự hiểu lầm rồi. Em biết cả tên họ chị là Tần Thanh Tâm, nhưng tất cả những chuyện này đều do Tiêu Tiêu nói cho em biết. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Hạ Hà buột miệng nhắc tới Tiêu Tiêu. Cô biết con gái tôi. Tần Thanh Tâm âm thầm cảnh giác, đồng thời còn cảm thấy tức giận. Hạ Hà vội giải thích, khoảng hơn một tháng trước, Tiêu Tiêu bị bắt tới một ngôi biệt thự, khi ấy em cũng bị giam lỏng ở đó. Em nói chuyện với con bé suốt một buổi chiều, con bé đã kể cho em rất nhiều thứ. Sau khi nghe Hạ Hà nói vậy, sự cảnh giác và tức giận trong lòng Tần Thanh Tâm lập tức biến mất. Cô kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra sự áy náy và cảm kích. Dương Thanh sợ Tần Thanh Tâm lo lắng nên vẫn luôn giấu giếm chuyện Hạ Hà vừa kể. Kết quả khiến cô hiểu lầm anh. Mãi đến khi Tần Y lỡ miệng để lộ ra, Dương Thanh mới buộc phải nói ra sự thật cho cô biết. Vậy nên Tần Thanh Tâm biết đến Hạ Hà, hơn nữa vẫn luôn biết ơn người con gái chưa từng gặp mặt này, còn muốn hẹn gặp cô ta để cảm ơn. Tiêu Tiêu cũng thường xuyên nhắc tới cô Hà với Tần Thanh Tâm. Vậy mà khi Hạ Hà đứng trước mặt cô lại hiểu lầm đối phương. Em là Hạ Hà sao? Tần Thanh Tâm hỏi. Hạ Hà cũng ngạc nhiên, lập tức gật đầu đáp, em chính là Hạ Hà. Tốt quá, cuối cùng chị cũng được gặp em. Vừa rồi Tần Thanh Tâm còn ghét bỏ Hạ Hà, hiện giờ lại như biến thành người khác, kích động đi tới nắm chặt tay cô ta, em dám hy sinh sự trong sạch của mình để bảo vệ con gái chị. Chị vẫn luôn muốn gặp em để trực tiếp nói lời cảm ơn, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây. Hạ Hà, cảm ơn em, thực sự rất cảm ơn em. Tần Thanh Tâm kích động tới mức nói năng lộn xộn. Hạ Hà vốn đang lo lắng sốt ruột cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chị Tâm không giận em nữa sao? Hạ Hà dè dặt hỏi. Tần Thanh Tâm mỉm cười lắc đầu, lúng túng nói, kỳ thật chị biết mọi chuyện là hiểu lầm từ trước rồi. Chỉ là không ngờ tên đáng ghét kia không chịu chủ động xin lỗi chị. Hạ Hà sững sờ, không ngờ ngay từ đầu cô đã biết đây chỉ là hiểu lầm. Nếu chị biết là em từ trước, chắc chắn chị sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu. Tâm trạng của Tần Thanh Tâm nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn. Khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, lại còn gặp được Hạ Hà. Thực ra không phải anh ấy không muốn giải thích với chị mà là muốn đợi chị hết giận mới xin lỗi, Hạ Hà cười nói. Hừ, dù sao vẫn là không chịu chủ động giải thích với chị. Đã vậy chị không thèm tha thứ cho anh ấy nữa, Tần Thanh Tâm kiêu ngạo nói. Hạ Hà nhìn cô cười khổ, trong lòng lại cảm thấy ghen tị. Thầm nghĩ chắc là tình cảm giữa hai người họ rất tốt đẹp. Phải rồi, sao em lại ở đây? Tần Thanh Tâm chợt hỏi. Mẹ em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, đang điều trị ở đây. Vừa nãy em vô tình gặp được Dương Thanh, vốn định vay anh ấy chút tiền, anh ấy cũng đồng ý nên em mới bị kích động. Nào ngờ lại bị chị bắt gặp. Hạ Hà không chỉ tốt bụng mà còn rất thành thật. Mặc dù Tần Thanh Tâm đã biết chỉ là hiểu lầm nhưng cô ta vẫn muốn giải thích rõ ràng với cô. Thì ra là vậy, liệu anh ấy có vì chuyện này mà không chịu cho em vay tiền nữa không? Tần Thanh Tâm lo âu hỏi. Hạ Hà lập tức tươi cười nói, bây giờ không cần nữa rồi. Lúc nãy bệnh viện nói cho em biết có một mạnh thường quân giấu mặt đã quyên góp lập một quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Toàn bộ tiền chữa bệnh của mẹ em đều sẽ do quỹ này chi trả. Tần Thanh Tâm nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Hạ Hà, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho người con gái cùng lứa tuổi với mình. Bộ quần áo cô ta đang mặc cũ như vậy, có lẽ ít nhất cũng phải 2-3 năm nay không được mua quần áo mới rồi. Chị phải đi đón Tiêu Tiêu đã. Hôm khác chị sẽ đưa Tiêu Tiêu tới gặp em, con bé cứ nhắc em suốt đấy. Tần Thanh Tâm liếc mắt nhìn đồng hồ, mỉm cười lên tiếng. Hai người họ trao đổi số điện thoại. Đúng lúc Hạ Hà cũng định đi ra ngoài mua cơm cho mẹ, thế là hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Một chiếc xe Prado màu trắng đỗ trước cổng bệnh viện. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phụ cầm bức ảnh chụp Hạ Hà lên xem. Hạ Hà vừa ra khỏi bệnh viện, hắn lập tức ra lệnh, mau lái xe đi, chính là đứa con gái mặc áo sơ mi màu trắng kia kìa. Chúng mày nhanh tay lên một chút, đừng để cậu chủ trang chờ lâu. Vâng, mấy người trong xe nhao nhao đáp. Hạ Hà, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Hôm nào hẹn gặp sau, Tần Thanh Tâm vẫy tay chào cô ta. Hạ Hà cũng vui vì được kết bạn với Tần Thanh Tâm, vội vàng đồng ý. Kít! Tiếng phanh xe chói tai bỗng nhiên vang lên. Chiếc xe Prado dừng ngay bên cạnh Hạ Hà,
cửa xe mở tung ra, hai người đàn ông cao to bước xuống. Hạ Hà chưa kịp phản ứng lại đã bị một người bịt miệng, người còn lại hợp sức lôi cô ta lên xe. Hạ Hà! Tần Thanh Tâm đang định rời đi thì trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi hét lên. Hai chân run rẩy. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Chiếc xe Prado chỉ đỗ lại trong vòng 5 giây, Hạ Hà đã bị hai người đàn ông cưỡng chế lôi lên xe. Đến khi Tần Thanh Tâm lấy lại tinh thần, chiếc xe đã lao vun vút đi. Trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, Dương Thanh đang buồn bực lướt tin tức mới của Giang Hải thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Thấy tên người gọi tới là Tần Thanh Tâm, anh chợt có dự cảm không lành. Với tính cách kiêu ngạo của Tần Thanh Tâm, hiện giờ chắc chắn cô sẽ không chủ động gọi cho anh, trừ phi gặp phải phiền phức gì đó. Dương Thanh, Hạ Hà bị người ta bắt cóc ở ngoài cổng bệnh viện rồi. Một chiếc xe Prado màu trắng, biển số Giang APG696, đi về hướng Bắc. Anh mau đi cứu cô ấy. Dương Thanh vừa ấn nghe máy, Tần Thanh Tâm đã vội vàng kể lại toàn bộ những tin tức mình biết cho anh nghe, giọng nói tràn ngập hoảng loạn. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi ngay. Lúc này, toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh, khiến cho Tần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh cũng bị khí thế mạnh mẽ này hù dọa. Bố, con phải ra ngoài một chuyến. Sau khi báo lại một câu, Dương Thanh lập tức quay người rời đi. Đồng thời anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, vừa rồi ở cổng bệnh viện nhân dân có một chiếc xe, sau khi dặn dò xong xuôi, anh đã rời khỏi bệnh viện. Anh Thanh muốn đi đâu ạ? Hoàng Vũ trông thấy bóng dáng Dương Thanh từ xa, lập tức chạy tới hỏi. Trước tiên cứ đi theo con đường trước cổng bệnh viện xuôi về hướng Bắc, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cảm nhận được lửa giận bừng bừng toát ra từ người Dương Thanh, Hoàng Vũ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức khởi động xe lao đi. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên, anh Thanh, đó là xe của nhà họ Trang. Bọn họ đi tới Club Long Đằng. Được rồi. Dương Thanh cúp máy rồi nói với Hoàng Vũ, tới Club Long Đằng, lái xe nhanh hết mức cho tôi. Vâng. Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Thanh, Hoàng Vũ giật mình vội đáp. Club Long Đằng là một trong số những club cao cấp nhất của Giang Hải, là sản nghiệp của nhà họ Trang. Dương Thanh giận dữ như vậy, còn muốn đi tới đây, cậu ta dám chắc người nhà họ Trang chọc giận anh rồi. Hoàng Vũ nhanh chóng đoán ra được. Trưa nay vừa mới đi qua nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu của Giang Hải. Thậm chí đến cả nhà họ Trương cũng bị cuốn vào trong. Bây giờ anh lại muốn tìm đến nhà họ Trang. Một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, đúng là không sợ trời không sợ đất. Hoàng Vũ không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy kích động, chờ mong. 20 phút sau, chiếc xe Phaeton màu đen đỗ trước cổng Club Long Đằng. Anh Thanh, Dương Thanh vừa mới xuống xe đã có một người đàn ông chạy tới cung kính gọi. Không phải tôi bảo cậu trông chừng ở Châu Thành sao? Trông thấy Mã Siêu, Dương Thanh cau mày hỏi. Sau khi đuổi nhà họ Dương ra khỏi Châu Thành, Dương Thanh đã để lại cục diện rối rắm của nhà họ Dương cho Lạc Bân giải quyết. Để mau chóng củng cố sự nghiệp ở Châu Thành, anh đã phái cả Mã Siêu và Tiền Bưu tới đó trợ giúp. Mã Siêu đáp, chuyện ở Châu Thành đã ổn định cả rồi. Có Tiền Bưu ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, Dương Thanh không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc gần 20 tầng trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng lúc ấy có một mùi thơm ngào ngạt bay tới. Một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội xa hoa đột nhiên dán chặt lên người Dương Thanh. Anh nhíu mày linh hoạt né tránh vòng ôm của cô ta. Trông cô ta khoảng chừng 24, 25 tuổi, có vẻ rất xinh đẹp. Nhưng không biết sau khi xóa bỏ lớp phấn trang điểm dày cộp trên mặt kia đi, liệu cô ta có còn xinh đẹp như bây giờ nữa không? Cô nàng trẻ tuổi không ngờ Dương Thanh lại tránh mình, ánh mắt lạnh xuống. Cầm lấy, giúp tôi thoát khỏi một con ruồi nhặng. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô ta vẫn không nói gì, chỉ tiện tay lấy ra một tập tiền màu đỏ khoảng tầm 2-3 nghìn tệ nhét vào túi áo của Dương Thanh, kiêu căng phách lối nói. Cô ta quay lại nhìn chiếc Maybach màu đen đang đỗ, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, chủ động ôm chặt cánh tay của Dương Thanh. Không rảnh. Dương Thanh lạnh lùng nói, tiện tay ném chỗ tiền vừa rồi ra ngoài. Tôi là Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy. Bây giờ anh hãy phối hợp diễn kịch với tôi đi. Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng khoe thân phận của mình. Nếu không phải kẻ bám đuôi cô ta sắp đuổi tới, cô ta cũng sẽ không mặt dày quấn lấy Dương Thanh.
cô ta cho rằng toàn bộ người trong Giang Hải đều không có gan từ chối sau khi biết được thân phận của cô ta. Nhưng đáng tiếc, cô ta lại gặp phải Dương Thanh. Cút! Anh còn đang vội đi tìm Hạ Hà, hoàn toàn không rảnh đi xen vào chuyện riêng của người khác. Quan trọng là giọng điệu ra lệnh của cô gái này khiến anh rất phản cảm. Bà đây cho anh cơ hội làm lá chắn là vinh hạnh của anh, vậy mà anh dám sỉ nhục tôi sao? Đúng là không biết điều, Ngụy Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay lưng định rời đi. Minh Nguyệt, chờ anh với. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc Maybach màu đen kia chợt hô lên. Ngụy Minh Nguyệt biết mình không trốn nổi, căm ghét nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh. Mạnh Xuyên, tên khốn vừa rồi dám sỉ nhục tôi, ném tiền vào người tôi, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm anh ta. Ngụy Minh Nguyệt vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn giờ đây lại bày ra vẻ mặt đáng thương trực khóc. Thế nhưng trong mắt cô ta lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Xuyên đã chứng kiến cảnh tượng Dương Thanh ném tiền lên người Ngụy Minh Nguyệt nên không hề nghi ngờ lời nói của cô ta. Anh ta đã theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt từ rất lâu, thế nhưng cô gái kiêu ngạo này vẫn luôn cố tình tránh né anh ta. Không ngờ hôm nay anh ta lại tìm được cơ hội. Nói không chừng nếu xử lý tốt chuyện này, đêm nay anh ta sẽ có thể hưởng thụ Ngụy Minh Nguyệt. Thằng khốn kia, có phải mày chán sống rồi không? Đến cả người phụ nữ của Mạnh Xuyên tao mà cũng muốn nhúng chàm sao? Mạnh Xuyên lập tức chạy lên phía trước chặn Dương Thanh lại. Sau lưng anh ta còn có hai tên vệ sĩ mặc vest đi giày da. Ba người bọn họ đứng ở ba góc bao vây Dương Thanh và Mã Siêu ở giữa. Ánh mắt của Dương Thanh lạnh hẳn xuống, Mã Siêu ở bên cạnh lại tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Hiện giờ có rất nhiều người vây xung quanh cổng Club Long Đằng, ai cũng hóng hớt chờ xem kịch hay. Đồ ngu xuẩn này dám đắc tội với cả cậu chủ Xuyên, đúng là chán sống mà. Có khi anh ta còn không biết cậu chủ Xuyên là ai ấy chứ. Phải đó, cậu chủ Xuyên đến từ một gia tộc giàu có của tỉnh Lỵ. Một tên mạt dẹp ở Giang Hải chưa từng nghe tên cũng là chuyện bình thường. Bốn phía đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người châm chọc nhìn Dương Thanh như thể đã trông thấy ngày tàn của anh. Ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt đang đứng cạnh Mạnh Xuyên lóe lên một tia giảo hoạt. Cô ta tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Trong vòng 3 giây phải giải quyết xong. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng, hiển nhiên là ra lệnh cho Mã Siêu. Ngay khi anh vừa dứt lời, Mã Siêu lập tức biến mất như một mũi tên bị bật khỏi dây cung lao vào tới. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng va chạm dữ dội liên tiếp vang lên, tiếp đó là bóng dáng ba người bị đá bay ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, chế độ tập luyện của cậu phải tăng thêm một nửa. Vài tên nhãi nhép mà cũng mất tận 4 giây. Dương Thanh bực bội nói, vâng, khóe miệng Mã Siêu khẽ co giật, vội vàng đáp lời. Những người vây xem xung quanh đều hóa đá tại chỗ, hoảng sợ nhìn theo hai người đàn ông trẻ tuổi đang rảo bước đi vào Club Long Đằng. Mà Ngụy Minh Nguyệt đứng bên cạnh đã bị dọa sợ chết khiếp. Nhớ lại ban nãy mình đã sỉ nhục Dương Thanh, cô ta hoảng sợ tới mức chân run lẩy bẩy. Đánh gãy chân chó. Tối nay Club Long Đằng vô cùng náo nhiệt. Bãi đỗ xe ở phía trước chật kín các loại xế xịn. Ba hãng xe trong top BBA ở đây cũng chỉ là cấp thấp nhất, thậm chí còn không xứng với hai chữ xe sang. Anh Thanh, hình như tối nay ở đây có sự kiện gì đó. Mã Siêu đi theo sau Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, cô gái vừa rồi là người nhà họ Ngụy. Còn người đàn ông kia đến từ nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Đa số những chiếc xe đang đỗ ở đây đều mang biển số ở nơi khác. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, ban nãy anh cũng phát hiện ra chuyện này nhưng chẳng hề liên quan tới chuyện anh đi cứu người. Xin chào, mời anh xuất trình giấy mời. Hai người vừa bước tới cửa đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. Đây không phải là cậu Dương con rể nhà họ Tần đó sao? Nhà họ Tần, cậu Dương, nhà họ Tần nào? Cái nhà họ Tần sắp phá sản ở Giang Hải Ý, thảo nào tôi chưa từng nghe nói tới, hóa ra là loại gia tộc hạng bét. Hai người mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chế giễu vang lên sau lưng. Dương Thanh cau mày, năm nào cũng có kẻ ngu nhưng năm nay lại nhiều hơn bình thường. Lúc này, mấy người vừa lên tiếng cũng đi tới, là ba người trẻ tuổi. Dương Thanh từng gặp người chế giễu mình, chính là Trần Anh Tuấn của nhà họ Trần, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành. Lần trước Tô San mời Dương Thanh ăn cơm, bọn họ đã đụng phải anh ta.
Nghe nói bố của anh ta và bố của Tô San đã lập hôn ước cho hai người từ nhỏ, chỉ là Tô San không chịu đồng ý. Bên cạnh Trần Anh Tuấn còn hai người trẻ tuổi, ai cũng nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Xem ra đầu gối của cậu chủ Trần đã đỡ hơn nhiều rồi. Dương Thanh híp mắt nhìn Trần Anh Tuấn, ánh mắt lóe lên lửa giận. Trần Anh Tuấn nhớ lại lần trước bị Dương Thanh ấn quỳ rạp trên mặt đất, đáy lòng chợt nổi lên sợ hãi. Chuyện đó đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi nhưng tới tận bây giờ, đầu gối của anh ta vẫn không thể hoàn toàn bình phục. Anh Tuấn, có cần anh em giải quyết cho không? Dường như một người đứng cạnh Trần Anh Tuấn nhìn ra được sự sợ hãi trên mặt anh ta, đột nhiên lên tiếng hỏi. Người này trông cùng độ tuổi với Trần Anh Tuấn, có lẽ là khách quen của phòng tập gym, cơ bắp toàn thân chắc nịch. Người còn lại cũng hứng thú nhìn Dương Thanh, cười nói anh, nếu đây là Châu Thành, loại rác rưởi này đã bị đập chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ người nói sau là anh em với người nói trước, gương mặt giống nhau như đúc từ một khuôn. Tạm thời bỏ qua cho anh ta đi, đợi chuyện tối nay kết thúc lại nói tiếp. Trần Anh Tuấn vẫn rất tỉnh táo, mặc dù anh ta biết bạn mình giỏi đánh đấm nhưng không thể nào bằng vệ sĩ của anh ta. Ngày hôm đó, Dương Thanh có thể đạp bay hai vệ sĩ của anh ta chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chỉ ba người bọn họ hoàn toàn không đủ trình. Nếu cậu đã nói vậy, coi như thằng nhóc này may mắn, tạm tha cho nó một lần, người đàn ông cơ bắp nói. Trần Anh Tuấn nhìn Dương Thanh cười lạnh rồi bước vào trong club Long Đằng. Người đàn ông cơ bắp kia giơ ra một tờ giấy mời. Bảo vệ ngoài cổng kiểm tra xong liền cung kính trả lại bằng hai tay. Anh Viên Mộc, với quyền hạn của anh có thể dẫn thêm hai người nữa. Xem ra sự kiện tối nay ở club Long Đằng được tổ chức rất bài bản, đến cả Trần Anh Tuấn cũng phải có thư mời mới được đi vào. Dù sao club Long Đằng cũng là một trong những club hàng đầu ở Giang Hải. Buổi đấu giá hôm nay cực kỳ quan trọng, mấy người phải mở to mắt ra mà nhìn, đừng để đám tôm tép nhãi nhép trà trộn vào. Viên Mộc cất giấy mời đi, lạnh lùng nhắc nhở. Nghe vậy, mặt của hai tên bảo vệ đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau rồi nhao nhao nói, xin anh Viên Mộc yên tâm, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của buổi đấu giá tối nay, nhất định sẽ kiểm tra giấy mời cẩn thận. Mời các vị, dứt lời, hai tên bảo vệ nghiêng người nhường đường. Viên Mộc liếc nhìn Dương Thanh một cái rồi dẫn Trần Anh Tuấn và em trai mình đi vào. Anh Thanh, có vẻ muốn đi vào đây là rất khó, Mã Siêu nói. Với thực lực của bọn họ, nếu muốn cưỡng chế đi vào thì không ai cản nổi. Nhưng lỡ như để lộ quá nhiều, một khi thân phận của họ bị kẻ xấu biết được sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu hai người không có giấy mời thì xéo đi, nếu không đừng trách chúng tôi không nương tay. Hai tên bảo vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thanh và Mã Siêu. Dương Thanh chẳng nói năng gì, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Một club nho nhỏ có thể thu hút nhiều gia tộc giàu có kéo tới như vậy. E rằng buổi đấu giá tối nay không hề đơn giản, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Con mẹ nó, đồ chó này còn đứng ở đây làm gì? Bảo vệ thấy hai người vẫn đứng ở ngoài, lập tức nổi giận. Một trong hai người vung gậy cao su lên xông tới chỗ Dương Thanh. Đáng chết! Ánh mắt Mã Siêu lập tức lạnh xuống, chuẩn bị ra tay. Dừng lại! Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Ông chủ quan! Hai tên bảo vệ trông thấy quan chính sơn tới đều giật nảy mình. Lũ ngu dốt, đến cả cậu Dương cũng dám ngăn cản, quan chính sơn giận dữ quát. Hai tên bảo vệ đang định mở miệng giải thích thì thấy ông chủ quan cao quý trong mắt bọn họ lại khiêm nhường chạy tới trước mặt Dương Thanh. Ông ta hơi cúi đầu, kính sợ nói, chào cậu Dương. Nếu tôi biết cậu muốn tới đây, tôi đã đi đón cậu rồi. Hai tên bảo vệ lập tức trợn trừng mắt há hốc mồm. Người đàn ông tên Viên Mộc vừa nãy chỉ là cậu chủ của một gia tộc giàu có, còn quan chính sơn chính là chủ của một gia tộc đứng đầu. Nếu bọn họ còn chưa nhìn ra được thân phận của Dương Thanh thì đúng là thằng đần. Sau lưng bọn họ đã toát đầy mồ hôi lạnh, với thân phận của quan chính sơn, ông ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, rất có thể nhà họ Trang sẽ xử chết bọn họ. Bây giờ chúng tôi còn cần nộp giấy mời nữa không? Mã Siêu hung dữ chất vấn hai tên bảo vệ, bọn họ nào dám ngăn cản nữa, lắc đầu nguầy nguậy đáp, không cần. Không cần, Dương Thanh không thèm nhìn hai tên bảo vệ lấy một cái. Cất bước đi vào trong club luôn. Đến khi đi tới sảnh chính, Dương Thanh mới lên tiếng hỏi, tối nay có một buổi đấu giá cỡ lớn tổ chức ở đây sao? Quan chính sơn gật đầu,
nhỏ giọng nói với Dương Thanh, buổi đấu giá chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Hàng đấu giá thực sự trong tối nay chính là phụ nữ. Nghe vậy, hai mắt Dương Thanh chợt lóe lên. Anh nghĩ tới Hạ Hà bị bắt cóc tới đây, xem ra cô ta đã trở thành hàng đấu giá rồi. Nhà họ Trang tổ chức à? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Quan Chính Sơn lắc đầu đáp, theo như tôi được biết, chủ nhân thực sự của buổi đấu giá tối nay là nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhà họ Mạnh. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói, nếu các người đã thích làm chó thì tôi sẽ đánh gãy chân chó của các người. Quan Chính Sơn ngơ ngác không hiểu Dương Thanh đang nói gì. Nhưng Mã Siêu hiểu rất rõ, chó mà Dương Thanh nhắc tới chính là nhà họ Mạnh. Kẻ sai người chụp ảnh thân mật của Dương Thanh và Tần Y chính là đám người nhà họ Mạnh kia. Những phiền phức mà chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải gặp phải cũng là do bọn họ gây nên. Thậm chí đến cả tin tức Dương Thanh bị gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô trục xuất cũng là nhà họ Mạnh truyền ra. Yêu cầu kiểm tra tài sản. Nhưng hiện giờ, Dương Thanh đang nghĩ tới chuyện khác. Liệu tổ chức cung cấp phụ nữ cho Spa Hoàng Hà có liên quan tới nhà họ Mạnh hay không? Dương Thanh vốn đã nghi ngờ tới gia tộc ở tỉnh Lỵ. Có thể giữ bí mật lâu như vậy, đến cả anh cũng không điều tra ra được, chứng tỏ thế lực phía sau vụ này cực kỳ to lớn. Trước mắt anh chỉ có thể nghĩ tới 8 gia tộc ở Yến Đô và những gia tộc đứng đầu ở tỉnh Lỵ. Nhưng các gia tộc ở Yến Đô sẽ không thèm làm loại chuyện này, cho nên tất cả dấu vết đều chỉ vào gia tộc ở tỉnh Lỵ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán ban đầu của anh, dù sao ngoài những gia tộc quyền lực này vẫn còn một số thế lực ngầm khổng lồ khác. Cậu tìm người đi. Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu lập tức lặng lẽ biến mất trong đám người. Quan Chính Sơn vẫn chưa biết mục đích của Dương Thanh khi tới đây, dè dặt hỏi, cậu Dương, chúng ta cùng tới phòng đấu giá chứ? Được. Dương Thanh có thể xác định, rất có thể Hạ Hà đã bị đưa vào hàng đấu giá. Quan hệ của ông với nhà họ Trang thế nào? Lúc đi thang máy, Dương Thanh đột nhiên hỏi. Mặc dù Quan Chính Sơn chưa tiếp xúc lâu với Dương Thanh nhưng sau khi nhà họ Quan đi theo Dương Thanh, anh đã yêu cầu ông ta dừng lại hết mọi việc làm ăn bẩn thỉu. Đủ để chứng minh anh là người chính nghĩa. Lúc này Dương Thanh đột nhiên hỏi tới khiến Quan Chính Sơn giật mình run sợ, vội đáp, xin cậu Dương đừng hiểu lầm, tôi với nhà họ Trang cũng không thân thiết gì đâu. Lần này là vì nhận được lời mời của nhà họ Mạnh, bắt buộc phải tới tham gia buổi đấu giá này mà thôi. Vậy được rồi. Dương Thanh gật đầu rồi cảnh cáo tiếp, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu tôi biết nhà họ Quan tiếp tục kinh doanh mấy việc bẩn thỉu kia thì các người không cần tồn tại nữa đâu. Quan Chính Sơn bị dọa sợ hai chân mềm nhũn, vội cam đoan, cậu Dương cứ yên tâm, nhà họ Quan đã quay lại kinh doanh hợp pháp rồi. Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới phòng đấu giá trên tầng cao nhất. Trong phòng đấu giá rộng lớn, các gia tộc hàng đầu và giới thượng lưu của tỉnh Giang Bình đã tề tựu đông đủ. Còn các gia tộc hạng trung hoàn toàn không có tư cách được mời tới. Bốn phía trong phòng có mấy chục vệ sĩ mặc vest canh giữ, quét mắt khắp nơi tìm kiếm những kẻ khả nghi. Dương Thanh. Chợt có một giọng nói vui sướng vang lên. Dương Thanh vô thức nhìn sang, trông thấy Tô San mặc lễ phục dạ hội đang mỉm cười đi tới. Ông Quan cũng tới sao ạ? Tô San tươi cười chào hỏi Quan Chính Sơn. Cô ta âm thầm kinh hãi, không ngờ Quan Chính Sơn không sóng vai bên cạnh Dương Thanh mà lại khiêm nhường đứng sau anh nửa bước. Cô ta như phát hiện ra một thế giới mới. Cô ta không hề biết thân phận thật sự của Dương Thanh. Thậm chí cũng chỉ có hai lần tiếp xúc với anh. Quan Chính Sơn bật cười nhìn Tô San đấy à? Sao bố cháu không tới? Tô San mỉm cười đáp lại, bố cháu có việc không tới được, bảo cháu tới thay ông ấy. Bởi vì Tô San mới về nước không lâu, lại được Tô Thành Vũ bảo vệ rất tốt nên rất ít người biết đến thân phận của cô ta. Nhưng Quan Chính Sơn là chủ của một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trần Anh Tuấn cũng là một trong số đó. Khi anh ta trông thấy Tô San trò chuyện vui vẻ với Dương Thanh, sắc mặt anh ta tối sầm lại. Sao thằng nhãi kia lại vào được? Viên Mộc cau mày hỏi. Trần Anh Tuấn nghiến răng nói, nhất định là con ả đê tiện kia dẫn vào. Anh nói là con nhỏ có hôn ước từ nhỏ với anh, con gái của Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải đấy hả? Em trai Viên Mộc là Viên Thiệu lên tiếng hỏi. Ba người họ được xưng là ba kiếm khách của Châu Thành. Quan hệ vô cùng thân thiết. Hai người còn lại biết rất rõ chuyện của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn khẽ gật đầu,
cắn răng đáp, tôi theo đuổi con ả này lâu như vậy mà cô ta không chịu để ý đến tôi, lại tươi cười hớn hở với thằng con rể của một gia tộc thấp kém. Tôi giúp anh giải quyết thằng đó nhé. Viên Thiệu cười nói. Từ từ. Trần Anh Tuấn vội nắm lấy cánh tay Viên Thiệu ngăn lại, sắc mặt nghiêm trọng nói, thằng khốn này biết võ. Đến cả hai vệ sĩ của tôi đều không đánh lại anh ta. Ồ. Viên Mộc hơi ngạc nhiên hỏi, lợi hại vậy sao? Tuy hắn ta rất tin tưởng thực lực của mình nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng. Vệ sĩ của Trần Anh Tuấn đều là lính đã giải nghệ, thực lực không hề tầm thường. Hắn ta tự thấy mình không phải đối thủ của họ. Trần Anh Tuấn lại nói hai tên vệ sĩ cùng lên cũng không đánh lại Dương Thanh, khiến hắn ta rất kinh hãi. Yên tâm, tôi sẽ không động tay động chân với anh ta, chỉ đấu trí thôi. Viên Thiệu không thèm để ý tới lời nhắc nhở của Trần Anh Tuấn mà cất bước đi thẳng tới chỗ Dương Thanh. Đúng lúc có người tới tìm Quan Chính Sơn, Dương Thanh với Tô San liền đi tìm một chỗ yên tĩnh khác. Dương Thanh đã sai Mã Siêu đi tìm Hạ Hà, bây giờ chỉ có thể chờ ở đây. Ê, anh kia, anh chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém, sao anh dám vào đây? Viên Thiệu đi tới trước mặt họ, chỉ vào Dương Thanh quát lớn. Tiếng quát này của cậu ta khiến rất nhiều người xung quanh chú ý tới. Đám người vốn đang nghi ngờ lời nói của Viên Thiệu, trông thấy Dương Thanh lập tức tin tưởng. Mọi người ở đây đều là các gia tộc hàng đầu và giới thượng lưu của tỉnh Giang Bình. Đàn ông thì mặc vest đi giày da đắt tiền, tay đeo đồng hồ sang trọng, phụ nữ thì đeo đầy vàng bạc xa xỉ trên người. Chỉ duy nhất một mình Dương Thanh mặc quần áo tầm thường, trông không hề giống người nhà giàu. Dương Thanh không muốn trở thành tiêu điểm nhưng luôn có người khiến anh bị chú ý. Sắc mặt Tô San lạnh xuống, giận dữ nói, anh ấy là bạn tôi đưa tới, sao hả? Anh nghi ngờ cả tôi à? Viên Thiệu cũng không tức giận, mỉm cười đê tiện đánh giá Tô San, tôi không nghi ngờ người đẹp, nhưng bắt buộc phải nghi ngờ anh ta. Buổi đấu ra tối nay cho phép người được mời dẫn theo bạn bè tới tham dự nhưng lại có một điều kiện đi kèm, đó là phải có tài sản hơn 100 triệu. Nghe nói anh ta chỉ là người của một gia tộc thấp kém sắp phá sản, cô nghĩ anh ta có thể lấy ra được 100 triệu không? Nghe Viên Thiệu nói vậy, mọi người đều gật đầu theo bản năng, đúng là có quy định này. Nếu Dương Thanh thực sự giống như Viên Thiệu nói chỉ là người của một gia tộc thấp kém, nhất định không kiếm nổi 100 triệu. Dương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Viên Thiệu, cậu dám chắc trên người tôi không có 100 triệu sao? Tôi thấy anh tới đây để gây rối đúng không? Có hay không bản thân anh cũng không biết à. Viên Thiệu không thèm che giấu sự chế giễu của mình, cười lạnh nói, đừng nói là một gia tộc thấp kém sắp phá sản, đến cả người của gia tộc hạng trung cũng không kiếm được 100 triệu đâu. Tôi đề nghị kiểm tra tài sản của anh ta, phòng khi anh ta có mục đích xấu, phá hoại tâm trạng của mọi người. Viên Thiệu nhìn lên tầng 2, lớn tiếng nói. Cậu ta biết chắc chắn có người nghe thấy lời mình vừa nói. Vẫn không chịu xin lỗi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta tham gia buổi đấu giá như thế nào, biết rõ nhà họ Mạnh vốn rất cảnh giác. Quả nhiên Viên Thiệu vừa dứt lời đã có một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen từ tầng 2 đi xuống. Hồng Phúc kia, người chuyên phụ trách đấu giá cho nhà họ Mạnh. Trước kia ông ta chưa từng xuất hiện trong những buổi đấu giá như thế này. Xem ra chất lượng của nguồn hàng lần này rất cao, nhà họ Mạnh cực kỳ coi trọng. Nếu không Hồng Phúc cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người trông thấy Hồng Phúc đều vô cùng kinh ngạc. Viên Thiệu nhếch môi khinh miệt nhìn Dương Thanh, híp mắt nói, tôi cũng muốn xem nếu anh không có 100 triệu thì phải giải quyết thế nào. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề có ý định đứng dậy, khác hẳn với bộ dạng của một thằng nhà nghèo sắp bị đuổi khỏi Club Long Đằng. Tô San thấy Hồng Phúc tới thì vừa kinh hãi lại vừa lo lắng. Cô ta là cô chủ nhà họ Tô. Đương nhiên biết rõ thân phận của Hồng Phúc. Ông ta có thể thay mặt nhà họ Mạnh phụ trách buổi đấu giá quan trọng như vậy, chứng tỏ ông ta rất được nhà họ Mạnh coi trọng. Chào cậu, tôi là Hồng Phúc, người phụ trách của buổi đấu giá ngày hôm nay. Mong cậu phối hợp để chúng ta kiểm tra tài sản. Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, không hề khinh thường anh mà vẫn giữ thái độ lịch sự, bình thản. Chú Hồng, anh ấy là bạn cháu đưa tới. Chú có thể miễn việc kiểm tra tài sản cho anh ấy không ạ? Tô San quen biết Hồng Phúc nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm túc. Hồng Phúc như một người máy không có tình cảm, lạnh lùng nói, xin lỗi cô chủ Tô, theo quy định bất cứ ai đi vào sảnh đấu giá đều phải kiểm tra tài sản. Tô San vô cùng sốt ruột,
Tuy cô ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng cũng không tin anh có thể lấy ra được 100 triệu ngay tại đây. Chú Hồng. Tô San định nói tiếp lại bị Hồng Phúc chen vào. Cô chủ Tô, tôi có thể nể tình bố cô mà không so đo với cô. Nhưng nếu cô còn tiếp tục ngăn cản, đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Tô. Hồng Phúc vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí giọng điệu chẳng hề thay đổi. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp vô hình trong lời nói của ông ta. Dương Thanh hứng thú nhìn Hồng Phúc, lâu rồi chưa gặp được loại người như thế này. Loại người này có hai trường hợp, một là thực sự không có ham muốn gì, tinh thần vững vàng, hai là đang giả vờ. Dương Thanh không nhìn ra được dấu vết giả vờ nào trên người Hồng Phúc, chứng tỏ ông ta là trường hợp thứ nhất, tinh thần cực kỳ vững vàng. Những người giống ông ta làm việc rất nghiêm túc, cực kỳ uy nghiêm. Đối với cấp trên, ông ta làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối với cấp dưới, ông ta không cho phép bất cứ ai nghi ngờ mệnh lệnh của mình, chỉ coi trọng kết quả. Loại người này rất dễ thành công. Đúng lúc ấy, Quan Chính Sơn đi tới, sắc mặt hơi khó coi. Ông Hồng, cậu ấy là bạn tôi, mong ông nể mặt tôi. Quan Chính Sơn chưa kịp nói hết câu, Hồng Phúc đã lạnh lùng lườm ông ta, bình thản nói, một nhà họ Quan nho nhỏ cũng đòi tôi phải nể mặt sao. Nếu còn ai dám xen vào chuyện của tôi thì tự giác cút ra ngoài đi. Hồng Phúc không hề nể mặt Quan Chính Sơn, khiến sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Không phải ông ta lo lắng Dương Thanh không vượt qua kiểm tài sản, mà ông ta bắt buộc phải đứng ra tỏ thái độ. Cho dù là nhà họ Mạnh cũng không được sỉ nhục Dương Thanh. Đầu tiên là Tô San, sau đó là Quan Chính Sơn liên tiếp nói thay Dương Thanh khiến đám người nghi ngờ anh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng người có thể đi vào buổi đấu giá này, không giàu có thì cũng nắm quyền lớn. Dương Thanh có thể được hai gia tộc lớn cùng trợ giúp chứng tỏ thân phận của anh không hề đơn giản. Ông Hồng muốn kiểm tra tài sản, tôi phối hợp là được mà. Quan Chính Sơn định tiếp tục lên tiếng thì Dương Thanh đã đồng ý kiểm tra tài sản. Nhưng ngay sau đó, anh híp mắt nói, nếu tôi vượt qua kiểm tra tài sản, có phải người vừa mới vụ oan cho tôi nên bị trừng phạt hay không? Nghe vậy, mặt Viên Thiệu lập tức biến sắc. Cậu ta chỉ nghĩ ra cách mượn tay nhà họ Mạnh đuổi Dương Thanh đi chứ không hề nghĩ tới trường hợp anh vượt qua kiểm tra tài sản, nhà họ Mạnh sẽ xử lý mình thế nào. Chỉ cần cậu có thể vượt qua kiểm tra tài sản thì chính là khách quý của chúng tôi. Không ai có tư cách vụ oan cho cậu. Vẻ mặt của Hồng Phúc lạnh tanh không cảm xúc, người vụ oan cho cậu sẽ bị cho vào danh sách đen, sau này người đó không được phép tham gia các buổi đấu giá do tôi phụ trách nữa. Nghe Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu vô cùng khó coi. Viên Mộc cũng sa sầm mặt lại. Nhưng bọn họ chỉ tức giận với Dương Thanh. Được. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, lấy một tấm thẻ màu đen ném lên mặt bàn. Anh hứng thú nhìn Hồng Phúc hỏi, không biết tấm thẻ này của tôi đã đủ để vượt qua kiểm tra tài sản chưa? Giây phút Dương Thanh lấy thẻ ra, con người Hồng Phúc co lại. Ông ta chỉ được nhìn thấy loại thẻ này một lần duy nhất trong đời, chính là của chủ nhà họ Mạnh. Đây là thẻ có cấp bậc cao nhất của Ngân hàng Thế giới, được công nhận là thẻ kinh. Nó không có hạn mức tiền, người sở hữu nó chủ yếu là các tỷ phú và người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Quan trọng nhất là, người ta không thể yêu cầu làm thẻ đen mà chỉ khi tài sản và danh tiếng của một người đạt tới tầm thế giới, Ngân hàng Thế giới sẽ chủ động mời làm. Người sở hữu thẻ đen có thể hưởng thụ đãi ngộ, quyền lợi của hội viên cao cấp nhất. Đến cả một vài chủ gia tộc hàng đầu cũng không có tư cách sở hữu tấm thẻ kinh này, tại sao một chàng trai chỉ khoảng 26, 27 tuổi lại có được nó? Sao lại như vậy? Đây là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu Hồng Phúc. Chỉ cần tấm thẻ đen này là đồ thật thì không cần kiểm tra tài sản nữa. Đây là thẻ không có hạn mức, đừng nói là 100 triệu, mấy chục tỷ nó cũng có thể đáp ứng được. Thẻ đen. Viên Thiệu là con nhà giàu bậc nhất Châu Thành. Đương nhiên biết đến sự tồn tại của thẻ đen. Cậu ta kinh hãi hồi lâu, nhưng ngay sau đó lại cười lại chào phúng, Dương Thanh à, tôi không biết nói anh ngu ngốc hay nói anh thiếu hiểu biết nữa. Không ngờ anh lại dám giả mạo chủ nhân của thẻ đen. Ông Hồng, tôi nói thật cho ông biết, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém sắp phá sản của Giang Hải, sao có thể có thẻ đen được, Viên Thiệu cười nói. Mặc dù Hồng Phúc cũng hoài nghi nhưng ông ta sẽ không tuyên bố thẻ của Dương Thanh là giả khi chưa tiến hành kiểm tra. Dương Thanh không thèm nói chuyện, chỉ chờ Hồng Phúc quyết định. Kiểm tra đi. Cuối cùng Hồng Phúc vẫn quyết tâm kiểm tra.
chỉ khi làm vậy ông ta mới biết được chuyện này thật giả ra sao. Chẳng mấy chốc, hai nhân viên công tác vừa cầm thẻ đen của Dương Thanh đi đã quay trở về, mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng báo cáo với Hồng Phúc là thật. Chỉ hai chữ đã khiến Hồng Phúc chưa từng thay đổi sắc mặt lại kinh ngạc tột độ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, giơ hai tay trả thẻ đen lại cho anh, cung kính nói cậu Dương đã vượt qua kiểm tra. Tôi xin bày tỏ sự xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi. Không ngờ Hồng Phúc lại chủ động xin lỗi. Lại còn cúi đầu 90 độ thể hiện sự tôn kính nhất. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người, cũng cho bọn họ thấy thẻ đen của Dương Thanh là đồ thật. Sao lại như vậy? Viên Thiệu như người mất hồn, kích động hét lớn, không thể nào. Chắc chắn các người nhầm rồi. Một thằng con rể của gia tộc thấp kém sao có thể sở hữu thẻ đen được? Cậu đang hoài nghi nhà họ Mạnh sao? Hồng Phúc lạnh giọng hỏi. Vì Viên Thiệu, suýt chút nữa ông ta đã bỏ lỡ một khách càng cao cấp. Không, tôi không có. Viên Thiệu lập tức hoảng loạn, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Đồ ngu ngốc, mau xin lỗi ông Hồng đi. Viên Mộc cũng đi tới tát Viên Thiệu một cái, tức giận nói. Hồng Phúc hừ lạnh một tiếng, không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi cậu Dương. Tôi không tha thứ. Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu hết sức khó coi. Nếu yêu cầu cậu ta xin lỗi Hồng Phúc thì cậu ta có thể chấp nhận, nhưng bảo cậu ta xin lỗi một thằng rể vô dụng, dù biết đối phương có thẻ đen thì cậu ta không làm được. Ông Hồng, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ sắp phá sản thôi mà, sao lại có thẻ đen được? Dù có thì chắc chắn cũng là đồ anh ta ăn trộm, ông Hồng tuyệt đối đừng bị anh ta lừa. Viên Thiệu cắn răng gằn từng chữ. Đồng thời nhìn Dương Thanh đăm đăm, nét mặt lộ rõ vẻ căm hận. Hồng Phúc nghe cậu ta nói vậy thì nhíu mày, dễ nhận thấy ông ta cũng hơi nghi ngờ. Lúc này, nhân viên kiểm toán tài chính vội vàng đi tới thì thầm vào tai Hồng Phúc, đúng là họ tên của cậu Dương. Sau khi chắc chắn thẻ đen là của Dương Thanh, sắc mặt Hồng Phúc trở nên nặng nề. Ông ta biết việc mình liên tục nghi ngờ Dương Thanh mấy lần chắc chắn sẽ làm giảm độ thiện cảm của Dương Thanh đối với mình. Muốn Dương Thanh thôi bất mãn thì ông ta phải làm việc gì đó có lợi cho đối phương. Nhưng ông ta chưa kịp nhằm vào Viên Thiệu thì một giọng nói trẻ trung đã vang lên, ông Hồng, tôi cho rằng cậu Thiệu vẫn chưa làm sai chuyện gì. Cuối cùng thì Trần Anh Tuấn cũng ra mặt, Viên Thiệu đắc tội Hồng Phúc vì anh ta, nếu bây giờ anh ta còn tiếp tục làm con rùa rụt đầu thì e là qua hôm nay, Viên Mộc và Viên Thiệu sẽ không qua lại với anh ta nữa. Trần Anh Tuấn, Tô San giận dữ nhìn anh ta. Hồng Phúc không vội lên tiếng, có điều đáy mắt đã nhen nhóm lửa giận. Nếu đã có người ra mặt thì mình cứ chờ làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Cậu muốn nói gì? Hồng Phúc bình tĩnh hỏi. Ông Hồng, thật sự là thằng khốn này không có tư cách tham gia buổi đấu giá tối nay. Hơn nữa, anh ta rất nổi tiếng ở Giang Hải. Trần Anh Tuấn khẽ nhếch môi, đắc ý nói, 5 năm trước, thằng khốn này chỉ là một tên bảo vệ quen. Nhưng sau lại có tình một đêm với người đẹp nhất Giang Hải, lại còn ở rể nhà người ta. Hầu hết những người có mặt ở đây đều là người Giang Hải, nếu ông Hồng không tin lời tôi thì cứ việc hỏi thăm. Tôi nghĩ chắc hẳn người Giang Hải đều biết chuyện này nhỉ. Tôi nhớ ra rồi, đúng là 5 năm trước có vụ này, không ngờ hôm nay tôi lại được gặp nhân vật chính trong câu chuyện. Nghe đồn thời gian trước gia tộc của cô gái kia, tức là nhà họ Tần, đã đắc tội người có máu mặt, suýt thì sụp đổ. Đúng là có chuyện này, có lẽ nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Thằng tới ở rể cho một gia tộc nhỏ làm gì có thẻ đen. Trần Anh Tuấn vừa dứt lời, lập tức có mấy người tai to mặt lớn ở Giang Hải xác nhận chuyện này. Hồng Phúc cũng khá ngạc nhiên, ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một người có quyền có thế đóng vai chủ tịch giả nghèo, nhưng giờ xem ra đối phương rất nổi tiếng, chẳng qua thanh danh không tốt lắm. Tuy nhiên, điều này không làm cho Hồng Phúc thay đổi thái độ kính trọng đối với Dương Thanh. Dù sao thì thẻ đen là thật, và người đứng tên cũng là Dương Thanh. Người được Ngân hàng Thế giới chủ động mời làm thẻ đen có thể là hạng tầm thường chắc. Dương Thanh vẫn ngồi im như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. À đúng rồi, cậu tên là gì? Sau khi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Phúc bất chợt hỏi Trần Anh Tuấn. Anh ta vui như mở cờ trong bụng. Cho rằng Hồng Phúc rất hài lòng với những lời mình vừa nói, thế là anh ta vội vàng trả lời ngay, thưa ông Hồng, tôi là Trần Anh Tuấn, người nhà họ Trần ở Châu Thành. Trần Hưng Hải là ông nội tôi,
Còn cậu? Hồng Phúc nhìn sang Viên Thiệu. Cậu ta cũng mừng như nhặt được vàng, tưởng là mình có công vạch trần thân phận của Dương Thanh nên cũng vội đáp, tôi là Viên Thiệu, người nhà họ Viên ở Châu Thành. Còn cậu nữa? Tiếp đó, Hồng Phúc nhìn người còn lại. Thưa ông Hồng, tôi là Lưu Chí, người nhà họ Lưu ở thành phố Sương. Hồng Phúc hỏi liên tiếp 5 người, ngoài Trần Anh Tuấn và Viên Mộc Gia, 3 người khác đều là người sỉ nhục Dương Thanh lúc nãy. Cậu đã nhớ hết mấy người vừa rồi chưa? Hồng Phúc bỗng nhìn trợ lý phía sau và hỏi. Trợ lý gật đầu ngay lập tức, thưa ông Hồng, tôi nhớ hết rồi. Từ hôm nay trở đi, 5 người này không được tham gia bất kỳ một buổi đấu giá nào do tôi chủ trì. Hồng Phúc dặn dò trợ lý, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường. Vâng, thưa ông Hồng, trợ lý lập tức đáp lời. Mọi người ngớ ra, thậm chí có người nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. Sao mấy cậu còn chưa đi? Không nghe rõ ông Hồng nói gì hả? Trợ lý lạnh lùng nhìn đám người Trần Anh Tuấn quát to. Đến lúc này đám người hóng chuyện mới chắc chắn mình không nghe nhầm, ai nấy đều nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là bọn họ không tài nào hiểu nổi tại sao Hồng Phúc lại vì một thằng rể vô dụng của gia tộc suy tàn mà cạch mặt 5 người thuộc gia tộc giàu sang quyền quý bậc nhất. Ông Hồng à, có phải ông nhầm rồi không? Người phải cút ra ngoài là anh ta mới phải. Trần Anh Tuấn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Dương Thanh. Từ hôm nay trở đi, người nhà họ Trần ở Châu Thành không được bước chân vào bất kỳ một buổi đấu giá do tôi chủ trì, ánh mắt Hồng Phúc sắc như dao. Nghe ông ta nói vậy, Trần Anh Tuấn ngu người luôn. Buổi đấu giá do Hồng Phúc tổ chức không chỉ là một buổi đấu giá mà còn liên quan đến vô số mạng lưới quan hệ và chứng tỏ thân phận của những người tham gia. Trần Anh Tuấn được cử tới tham dự buổi đấu giá là vì nhà họ Trần coi trọng anh ta, muốn bồi dưỡng anh ta. Nhưng hôm nay, tại anh ta mà sau này tất cả người nhà họ Trần mất tư cách bước chân vào những buổi đấu giá do Hồng Phúc phụ trách. Mặt mày Trần Anh Tuấn xám xịt. Ông Hồng, tôi biết lỗi rồi, cầu xin ông thu hồi mệnh lệnh vừa ra. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Nghĩ tới mọi tình cảnh bản thân phải đối mặt sau khi trở về gia tộc, Trần Anh Tuấn cuống quýt cầu xin. Ông Hồng là ai chứ? Từ trước tới giờ ông ấy đã nói là làm, đã bao giờ rút lại lời đã nói đâu. Thằng nhóc nhà họ Trần ngu quá. Lần đầu tiên cậu ta sỉ nhục chàng trai kia, ông Hồng đã không vui rồi, vậy mà cậu ta còn dám tranh cãi. Đúng thế, lời nói của ông Hồng như bát nước hắt đi, không bao giờ hốt lại. Sau này chúng ta không được gặp người nhà họ Trần ở buổi đấu giá do ông Hồng phụ trách nữa rồi. Mọi người xung quanh thờ ơ nhìn Trần Anh Tuấn. Nếu cậu được cậu Dương tha thứ thì tôi có thể thu hồi mệnh lệnh vừa rồi. Trong lúc mọi người đang xì xầm nói Hồng Phúc không bao giờ rút lại lời đã nói thì đột nhiên ông ta lại tỏ ý có thể thu lại mệnh lệnh vừa nãy. Nhưng với điều kiện là Trần Anh Tuấn phải nhận được sự tha thứ của chàng trai vẫn đang bình chân như vậy kia. Nói cách khác, người chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của bản thân sẵn sàng phá lệ vì một chàng trai trẻ. Trần Anh Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên song anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, xin lỗi anh, tôi không nên sỉ nhục anh. Mong anh tha lỗi cho tôi. Dương Thanh cười hờ hững, đây là thái độ cầu xin sao? Lửa giận cháy bùng lên trong lòng Trần Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới hậu quả của việc bị đuổi ra khỏi đây, anh ta bắt buộc phải tìm cách xin Dương Thanh tha thứ. Anh Dương, tôi là đồ ngu, có mắt như mù, mong anh rộng lượng đừng so đo với kẻ hèn này. Trần Anh Tuấn cúi đầu, thái độ và giọng điệu hết sức kính cẩn. Nhưng không có ai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu, hừng hực sát ý của anh ta trong lúc cúi đầu. Anh ta là cậu chủ nhà họ Trần, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này? Lại còn ở trước mặt biết bao gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu nữa chứ? Không giết Dương Thanh, anh ta thề không làm người. Anh Dương, tôi cũng biết lỗi rồi, mong anh bỏ qua cho. Anh Dương, tôi cũng sai rồi. Ngay sau đó, ngoài Viên Thiệu ra, 3 người bị Hồng Phúc điểm danh lúc nãy đều chạy tới cầu xin Dương Thanh. Dương Thanh cười khẽ, các người đã biết lỗi thì tôi đành tha thứ vậy. Cảm ơn anh Dương, bọn họ mừng hết lớn, vội vàng cảm ơn. Cuối cùng Trần Anh Tuấn cũng thở phào, nhưng lúc anh ta tưởng rằng mình được ở lại, Dương Thanh lại chỉ vào anh ta và nói, nhưng tôi không tha thứ cho anh ta. Chán sống rồi. Nét mặt Trần Anh Tuấn lập tức cứng đờ, những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc. Dương Thanh chỉ vào Trần Anh Tuấn, xong lại chỉ vào Viên Thiệu, cả cậu nữa. Tôi cũng không tha thứ cho cậu.
cả Trần Anh Tuấn lẫn Viên Thiệu đều là con cháu nhà giàu bậc nhất, thế mà bây giờ lại lần lượt bị người ta công khai đối đầu trước mặt tất cả mọi người. Rõ ràng là chàng trai này đang đối đầu với danh gia vọng tộc hàng đầu, nhưng đã có bài học lúc nãy làm gương, bây giờ không ai dám ho he gì. Viên Thiệu lập tức nổi giận, nhưng Viên Mộc chợt vỗ vai cậu ta trước khi cậu ta làm ầm lên. Anh, thằng nhãi này chán sống rồi, Viên Thiệu tức giận. Viên Mộc tát cậu ta một phát thật mạnh. Trước đó hắn ta đã tát Viên Thiệu một bạt tai, bây giờ lại tát thêm phát nữa, lại còn tát trước mặt biết bao người. Câm miệng, nếu chú còn nói năng vô lễ với anh Dương thì cút khỏi nhà họ Dương ngay. Viên Mộc giận dữ ra mặt, nhưng không có ai nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Nhà họ Viên bỏ qua thế hệ trước, chỉ định Viên Mộc làm người thừa kế nhà họ Viên, điều này đã đủ chứng minh sự ưu tú của hắn ta. Lúc này Viên Thiệu đã bình tĩnh lại, đầu cúi gằm, không dám nói gì, bởi vì hắn ta biết Viên Mộc làm vậy là có lý do của mình. Viên Mộc bước lên trước, nhìn Dương Thanh nói, anh Dương, tôi vô cùng xin lỗi về việc em trai tôi xúc phạm anh. Xin anh yên tâm, khi nào về nhà họ Viên, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó đàng hoàng. Dứt lời hắn ta lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Viên Thiệu, hắn ta quát, còn không cút mau. Vì chuyện vừa rồi, nhà họ Viên đã mất hết thể diện trước các danh gia vọng tộc, nếu còn ở lại thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Trần Anh Tuấn híp mắt nhìn Dương Thanh chòng chọc, sau đó cũng xoay người bỏ đi. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng nhìn Dương Thanh. Ngay cả người gánh vác trọng trách của nhà họ Mạnh giàu sang quyền thế ở tỉnh lỵ cũng phải dè chừng chàng trai này, rốt cuộc thì cậu ta là ai? Rất nhiều người đều suy nghĩ vấn đề này. Cậu Dương, chẳng hay cậu có hài lòng với cách xử lý của tôi hay không? Hồng Phúc nở nụ cười hiếm thấy. Dương Thanh cười khẽ cảm ơn sự giúp đỡ của ông Hồng, tất nhiên là tôi hài lòng. Cậu Dương hài lòng là tốt rồi. Hồng Phúc giơ cổ tay xem giờ, sau đó cất bước rời đi. Đồng thời lên tiếng, buổi đấu giá tối nay bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Mã Siêu trở lại bên cạnh Dương Thanh nói thầm, cô Hà bị nhốt rồi, xung quanh toàn là bẫy, không thể cứu người. Nhưng chắc chắn là cô Hà sẽ thành vật phẩm đấu giá. Ngay từ đầu Dương Thanh đã nghĩ đến điều này nên không hề ngạc nhiên. Còn có bốn cô gái cực kỳ xinh đẹp bị nhốt cùng cô Hà. Em nghi ngờ việc anh bảo em điều tra lúc trước có liên quan đến nhà họ Mạnh. Mã Siêu lại nói tiếp. Ừ, cậu rời khỏi đây trước đi. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Mã Siêu thất vọng, anh ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ náo loạn buổi đấu giá nhưng ai dè anh lại im hơi lặng tiếng. Tô San thầm kinh ngạc khi thấy Mã Siêu rời đi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ta gặp Mã Siêu nhưng có thể cảm nhận được khí thế cực kỳ đáng gờm từ đối phương. Cô ta cảm thấy cao thủ mạnh nhất nhà họ Tô cũng không phải là đối thủ của Mã Siêu. Cô ta đảo mắt. Nhìn Dương Thanh bằng cặp mắt sáng ngời. Cô ta ngày càng tò mò về người đàn ông này. Một người có thẻ đen, còn khiến cho Hồng Phúc đuổi cổ những người thuộc năm gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu. Bên cạnh còn có cao thủ cấp bậc như Mã Siêu, anh thật sự chỉ là một tên ở rể thôi sao? Trong khi đó, Trần Anh Tuấn và anh em nhà họ Viên đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh định tha cho thằng khốn kia thật sao? Viên Thiệu hỏi với thái độ không cam lòng. Viên Mộc cười gằn. Không cần biết thằng đó là ai, dám làm bẽ mặt nhà họ Viên giữa chốn đông người thì chính là kẻ thù của nhà họ Viên chúng ta, sao có thể tha cho anh ta được. Ánh mắt Viên Thiệu cực kỳ ác độc, cậu ta cắn răng nghiến lợi gằn lên, anh, em muốn thằng đó phải chết. Viên Mộc không đáp lời cậu ta mà nhìn sang Trần Anh Tuấn bên cạnh và nói, anh Tuấn, về chuyện này, cậu có kế hoạch gì không? Trần Anh Tuấn thầm mắng hắn ta là cáo giả xong ngoài mặt vẫn giả vờ nghiến răng ken két, anh Mộc. Chuyện này do tôi mà ra. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Anh ta quen biết anh em nhà họ Viên đã lâu nên biết rõ bọn họ là hạng người gì. Nếu bây giờ anh ta trốn tránh trách nhiệm thì chắc chắn Viên Mộc sẽ không giúp anh ta. Nhưng nếu như anh ta gánh trách nhiệm thì không chừng Viên Mộc sẽ ra tay. Được. Trần Anh Tuấn không ngờ Viên Mộc lại dứt khoát phủi tay mặc kệ, cậu đã có kế hoạch thì tôi không nhúng tay nữa. Nếu không giải quyết được thì cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Trần Anh Tuấn tức lắm nhưng không tiện nổi giận, chỉ đành gật đầu, hai người cứ chờ xem trò hay là được. Hai người ôm mục đích riêng, lái xe rời khỏi Giang Hải. Mà lúc này, trong Club Long Đằng, Hồng Phúc đích thân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu.
một cô gái mặc chiếc váy dài quét đất màu trắng đứng giữa bục đấu giá. Cô ta chừng 20 tuổi, gương mặt xinh xắn, mũi cao, đôi mắt to tròn là thứ cuốn hút nhất. Sự xuất hiện của cô ta gây nên một đợt xôn xao, nhất là các thanh niên trẻ. Bọn họ nhìn cô nàng bằng ánh mắt nóng bỏng. Anh nhìn người ta chăm chú như vậy, không sợ tôi mách tâm tâm à? Dương Thanh đang nhìn người đấu giá xinh đẹp kia thì chợt nghe thấy giọng nói trêu ghẹo. Anh cười bất đắc dĩ, vị trí bán đấu giá ở đó, tôi không nhìn cô ấy thì nhìn chỗ nào? Tô San cười khúc khích, tôi chỉ nói thế thôi, xem anh căng thẳng kìa. Yên tâm đi, cho dù nhìn thấy anh thân mật với cô nàng kia thì tôi cũng không mách lẻo đâu. Chào mọi người, tôi tên là Ngọc, người chủ trì buổi đấu giá tối nay. Sau khi người chủ trì nói một tràng dài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên trong tối nay là thanh kiếm Tần Thủy Hoàng từng sử dụng trong chiến tranh giữa 6 quốc gia. Giá khởi điểm là 10 triệu. Mỗi lần tăng giá ít nhất là 1 triệu, cuộc đấu giá bắt đầu. Dương Thanh cứ tưởng đấu giá các cô gái xinh đẹp luôn, không ngờ còn có các vật phẩm khác. 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu lần 1, 20 triệu lần 2, 20 triệu lần 3. Chốt, chúc mừng anh Vương, mới vật phẩm đấu giá đầu tiên mà giá cả đã tăng gấp đôi chỉ trong vài 3 phút ngắn ngủi. Tiếp đó là một số vật phẩm đấu giá như đồ cổ, tranh chữ. Những người có mặt ở đây không giàu thì cũng sang, hơn nữa đây là buổi đấu giá dưới danh nghĩa nhà họ Mạnh giàu sang bậc nhất tỉnh Lỵ, vì vậy có rất nhiều người hao tài tốn của cạnh tranh để ghi điểm trong mắt nhà họ Mạnh. 7-8 món đồ cổ liên tiếp bán ra với giá rất cao. Tiếp theo là hoạt động bán đấu giá thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, cũng là tiết mục cạnh tranh mà các vị mong đợi nhất. Đầu tiên, xin mời người đẹp số 5 trong buổi tối nay của chúng ta lên sân khấu. Cô gái chủ trì đấu giá xinh đẹp vừa dứt lời, trước bục đấu giá đột nhiên xuất hiện một chiếc tủ kính cỡ lớn nhô từ mặt sàn lên, bên trong có một cô gái cực kỳ xinh đẹp tầm 20 tuổi. Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc lạnh, đúng là bọn họ biến một người đang sống sờ sờ thành vật phẩm đấu giá. Nhà họ Mạnh chán sống rồi. Tự làm tự chịu. Khi cô nàng chủ trì đấu giá xinh đẹp tuyên bố hạng mục đấu giá thứ hai bắt đầu, toàn bộ căn phòng đều xôn xao hẳn lên. Cô gái số 5 vừa tròn 20 tuổi, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng 93-64-94, còn trinh. Giá khởi điểm là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Bắt đầu đấu giá, người chủ trì công bố thông tin về cô gái số 5 vô cùng chi tiết. Cô gái bị nhốt trong tủ kính trưng bày chẳng khác nào một thứ đồ vật. Mà đám đàn ông ở phía dưới đều kích động thi nhau báo giá. 1.100.000, 2 triệu, 5 triệu lần 1, 5 triệu lần 2. Chỉ trong nháy mắt, giá được báo đã cao gấp 5 lần với giá khởi điểm. Không ai cảm thấy thương xót cho cô gái xinh đẹp khóc lóc thảm thiết ở trong tủ kính, ngược lại tất cả đều tràn ngập kích động. 5 triệu lần, 10 triệu. Thấy người báo giá 5 triệu sắp mua được cô gái, Dương Thanh lập tức giơ bảng. Anh vừa lên tiếng đã báo giá 10 triệu khiến vô số người đều giật mình kinh hãi. Đám người vừa rồi còn cạnh tranh kịch liệt giờ đây không ai dám lên tiếng. Đối với bọn họ, bỏ ra 10 triệu mua một cô gái hoàn toàn không đáng. Mà nhà họ Mạnh cũng không thực sự muốn kiếm tiền nhiều qua bán phụ nữ, kỳ thực chỉ là để thu hút thêm nhiều gia tộc giàu có tới tham gia. Chỉ khi càng nhiều gia tộc muốn hợp tác với nhà họ Mạnh, bọn họ mới có thể ngày càng phát đạt. Vị khách này báo giá 10 triệu, còn ai muốn ra giá nữa không? Người chủ trì đấu giá cực kỳ kích động, đây mới chỉ là lượt đấu giá đầu tiên đã có thể đấu giá cao gấp 10 lần, cô ta sẽ được trích rất nhiều tiền hoa hồng. Còn 4 lượt đấu giá nữa thì sao? 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, đấu giá thành công. Lượt đấu giá đầu tiên, Dương Thanh đã đấu giá thành công. Rất nhiều người đều nhìn Dương Thanh như đang nhìn một thằng thiểu năng. Tô San ngồi cạnh Dương Thanh ngơ ngác nói, này Dương Thanh, tôi chỉ thuận miệng nói là dù anh chơi bời ở ngoài như thế nào, tôi cũng sẽ không mách thanh tâm đâu. Nhưng anh cũng không thể đấu giá phụ nữ như vậy chứ. Dương Thanh cười nhạt nói, sao hả, cô định nói cho thanh tâm biết chuyện này à? Tô San bị anh hỏi ngược lại cứng họng, cô ta cũng đang do dự không biết có nên kể cho Tần Thanh Tâm hay không. Đúng lúc này, cô gái số 4 đã được đưa lên sân khấu. Vẫn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dáng người mỹ miều,
thậm chí còn xinh hơn cả cô gái số 5. Xem ra số thứ tự của cô gái càng nhỏ thì càng xinh đẹp. Lượt đấu giá thứ 2 bắt đầu. Giá khởi điểm vẫn là 1 triệu, nhưng mức độ tăng giá lại cao hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã có hơn 10 người tham gia. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại 2 người đang tranh giành, giá được đưa ra đã lên tới 5 triệu. 10 triệu. Trong lúc hai người họ còn đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì cô gái số 4, Dương Thanh lại tiếp tục ra giá. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Nhưng sự việc trước đó khiến bọn họ không dám tức giận, vì đến cả Hồng Phúc cũng phải cung kính với anh. Không còn ai tăng giá, Dương Thanh lại tiếp tục đấu giá thành công cô gái thứ 2. Tô San bên cạnh đã sợ ngây người không dám tin nổi. Hình tượng của Dương Thanh trong mắt cô ta đã triệt để xuống dốc. Không ngờ anh lại là loại người như vậy, đã có vợ đẹp là Tâm Tâm mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Tô San bực bội nói. Dương Thanh cũng lười giải thích với cô ta, dứt khoát im lặng. Quan Chính Sơn chăm chú nhìn Dương Thanh, hiểu được ý đồ của anh. Ngay sau đó, cô gái số 2 và số 3 đều được Dương Thanh đấu giá thành công chỉ với một lần ra giá duy nhất. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn Dương Thanh cũng thay đổi. Rất nhiều người đều nghĩ anh là loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tiếp theo là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay ra sân. Sau khi người chủ trì đấu giá nói xong, tủ kính trưng bày cuối cùng được chậm rãi đưa lên. Tất cả đều đỏ mắt nhìn chằm chằm. Đầu tiên là một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết, cái cổ cao thanh tú, mặc một bộ váy nạm kim cương vô cùng sang trọng. Hạ Hà xuất hiện trước mắt mọi người. Đến cả Dương Thanh trông thấy Hạ Hà được trang điểm tỉ mỉ cũng không thể không thừa nhận cô gái này quá xinh đẹp. Có lẽ là để nâng cao hiệu quả thu hút khách hàng, Hạ Hà đã được trang điểm cầu kỳ, trông như một cô công chúa cao quý diễm lệ, ngoại trừ đôi chân trần và ánh mắt hoảng sợ. Cô ta đang bị nhiều người vây xem như một món đồ vật, sao có thể chịu đựng nổi. Toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh khiến Tô San ngồi bên cạnh cũng bất giác run rẩy. Kinh ngạc quan sát dáng vẻ hơi kích động của anh. Hạ Hà tình nguyện hy sinh sự trong trắng của mình để bảo vệ Tiêu Tiêu mới quen không lâu, Dương Thanh vẫn luôn nhớ ơn huệ này. Bây giờ cô ta lại bị coi như món đồ mua bán, Dương Thanh thực sự rất tức giận. Giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 nghìn. Bắt đầu đấu giá, người chủ trì đấu giá cười nói. 20 triệu. Dương Thanh là người đầu tiên ra giá. Khi đấu giá 4 cô gái trước đó anh đều ra giá vào lúc cuối cùng, lần này anh lại là người đầu tiên. Số tiền anh nói quá lớn, khiến những người vốn định tham gia đấu giá đều từ bỏ ý định. Tài sản của mỗi một người có mặt ở đây đều chỉ ở tầm 100 triệu. Bắt họ lập tức lấy ra 20 triệu quả thực là một số tiền khổng lồ. Cho dù là người của các gia tộc đứng đầu có tài sản rất lớn nhưng hầu như tất cả đều tài sản cố định, số tiền lưu động trong tay không hề nhiều. Hạ Hà đang hoảng loạn nghe Dương Thanh nói vậy liền nhìn chằm chằm anh. Dương Thanh dịu dàng nhìn cô ta, nhưng Hạ Hà lại cảm nhận được anh đang muốn nói cô ta đừng sợ, anh sẽ cứu cô ta rời đi. Hạ Hà lập tức òa khóc, sự hoảng loạn khi bị người ta bắt cóc và sợ hãi khi bị lấy ra làm hàng bán đấu giá khiến tinh thần của cô ta gần như sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, cô ta lại nhìn thấy Dương Thanh. 20 triệu, còn ai muốn đấu giá nữa không? Còn ai nữa không? Người chủ trì đấu giá hỏi hai lần liên tiếp cũng không thấy ai lên tiếng. 20 triệu lần 1. 20 triệu lần 2. 20 triệu lần 30 triệu. Người chủ trì giơ búa lên định gõ xuống thì một giọng nói vang dội khắp phòng đấu giá. Mọi người nhao nhao nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Bỏ ra 20 triệu để đấu giá một cô gái đã rất khó tin rồi, 30 triệu còn khủng khiếp hơn. Dương Thanh cũng quay sang nhìn. Chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm anh cười lạnh. Cậu cả nhà họ Trang, Trang Tất Phàm. Có người nhận ra thân phận của người vừa đấu giá, mà bên cạnh Trang Tất Phàm còn hai người khác, Dương Thanh nhìn một cái đã nhận ra. Chính là hai người có xung đột với anh trước đó ở ngoài cửa Club Long Đằng. Một người là Ngụy Minh Nguyệt, người nhà họ Ngụy. Người còn lại là Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Gương mặt sưng phù của anh ta tràn đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía Dương Thanh. Có cả cô chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Minh Nguyệt. Các người quên mất một người rồi, còn có cả cậu cả nhà họ Mạnh, Mạnh Xuyên nữa. Cái gì, Mạnh Xuyên cũng tới đây sao? Buổi đấu giá này do nhà họ Mạnh tổ chức,
theo quy định người của gia tộc bọn họ không được phép tham gia đấu giá cơ mà. Đồ ngu, Mạnh Xuyên chỉ đến xem thôi, ai bảo anh ta đến đấu giá. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Dương Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục ra giá, 50 triệu. Oanh! Tất cả đều giật mình kinh hãi. Cả căn phòng chìm vào im lặng, ai cũng sợ ngây người. Vì một cô gái bỏ ra tận 50 triệu, điên rồi sao? Trang Tất Phàm cũng rất ngạc nhiên. Gã biết tại sao Dương Thanh muốn mua được Hạ Hà nhưng không ngờ anh có thể bỏ ra 50 triệu vì cô ta. Nhưng gã lại nghĩ, có thể khiến Dương Thanh mất thêm nhiều tiền nữa cũng rất hả dạ, thế là lại cắn răng hô lên, 60 triệu. 100 triệu. Trang Tất Phàm vừa lên tiếng, Dương Thanh lập tức tăng giá. Dương Thanh, anh điên rồi à? Vì một cô gái đấu giá tận 100 triệu, Tô San cũng sốt ruột gào lên với Dương Thanh. Trang Tất Phàm bắt đầu do dự. Đừng nói là 100 triệu, 20 triệu gã cũng không có. Trước đó trông thấy Dương Thanh liên tục tham gia đấu giá, gã có thể chắc chắn anh nhất định sẽ đấu giá Hạ Hà nên mới cố tình hét giá thật cao để làm khó anh. Nhưng bây giờ Dương Thanh đã ra giá 100 triệu, nếu gã tiếp tục tăng giá, chắc là Dương Thanh cũng sẽ tăng theo. Nhưng lỡ như anh từ bỏ thì sao? 100 triệu, còn ai muốn đấu giá nữa không? 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. Đúng lúc này, Trang Tất Phàm hạ quyết tâm hét giá lần cuối, 150 triệu. Mọi người đã bị hai kẻ điên này khiến cho chết lặng. Trang Tất Phàm tỏ vẻ đắc ý, bắt đầu ảo tưởng Dương Thanh sẽ tiếp tục tăng giá. Khi đó gã sẽ châm chọc một câu, nếu anh thích thì nhường cho anh đấy. Khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Dương Thanh, chờ anh tiếp tục đấu giá thì anh lại không hề nhúc nhích. Trang Tất Phàm lập tức bối rối, chợt có dự cảm không lành. Ê, không phải anh lợi hại lắm sao? Tiếp tục đi, ông đây sẽ chơi với anh tới cùng. Trang Tất Phàm đứng bật dậy hét lớn với Dương Thanh. Nhưng tất cả đều nhìn ra được sự hốt hoảng của gái, hai mắt Dương Thanh lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng. Cậu thích thì nhường cho cậu đấy. Dương Thanh thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều ồ lên, Trang Tất Phàm lại chết sững người. 150 triệu lần 1. 150 triệu lần 2. 150 triệu lần 3, đấu giá thành công. Chúc mừng anh đã lấy được người đẹp về tay mới mức giá gấp 30 lần giá khởi điểm. Người chủ trì đấu giá gõ búa thông báo. Trang Tất Phàm nghe xong, chân mềm nhũn, ngồi phịch trên mặt đất. Tôi không muốn. Hiện giờ Trang Tất Phàm đang vô cùng hoảng loạn. Mặc dù Club Long Đằng là sản nghiệp của nhà họ Trang nhưng nhà họ Mạnh đứng đầu tỉnh Lỵ mới là phía tổ chức buổi đấu giá này. Cho dù ông nội gã có ở đây, nhà họ Mạnh cũng sẽ không nể mặt. Quan trọng là gã kiếm đâu ra 150 triệu chứ. Tuy nhà họ Trang không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không để gã làm táng ra bại sản như vậy. Không tính. Sau một hồi ngơ ngác, Trang Tất Phàm bỗng kích động hét lớn. Phòng đấu giá đang rầm rộ lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn sang gã. Thằng nhãi kia cố ý hét giá thật cao, lượt đấu giá này không thể được công nhận. Trang Tất Phàm chỉ vào Dương Thanh, hai mắt đỏ bừng tràn đầy tức giận. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, xem thường nhìn gã. Cho dù anh thực sự cố tình hét giá thì cũng chẳng có nhà đấu giá nào quan tâm. Hơn nữa, Dương Thanh vốn không quen biết nhà họ Mạnh, sao lại rảnh rỗi tăng giá giúp bọn họ. Vớ vẩn. Sau khi Trang Tất Phàm nói xong, một tiếng quát lớn vang vọng khắp căn phòng. Hồng Phúc vừa mới rời đi lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Tất Phàm, trong buổi đấu giá do tôi phụ trách sao có thể xuất hiện chuyện đổi ý. Nếu cậu nói cậu Dương hét giá, sao cậu còn tiếp tục tăng giá theo? Cậu là đồ ngu à? Biết đối phương muốn hét giá còn không ngừng đấu giá. Hồng Phúc hỏi dồn dập khiến mặt Trang Tất Phàm biến sắc. Đến tận lúc này gã mới ý thức được mình đã làm ra chuyện ngu ngốc đến nhường nào. Mời cậu Trang lập tức thanh toán 150 triệu. Lúc này, nhân viên của phòng đấu giá đi tới bình tĩnh nói với gã. Không phải nhân viên cố ý gây khó dễ, đây là quy định ở nơi này. Các lượt đấu giá trước đó cũng thế, sau khi có người đấu giá thành công đều sẽ có nhân viên đến gặp người đó yêu cầu thanh toán tại chỗ. Dương Thanh, tôi không giành với anh nữa. Chỉ cần anh ra giá thêm lần nữa, Hạ Hà sẽ thuộc về anh, mau ra giá đi. Trang Tất Phàm sợ hãi gào thét với Dương Thanh. Dương Thanh cười lạnh đáp, nếu không vì cậu, tôi chỉ cần mất 20 triệu là mua được cô ấy.
Bây giờ cậu muốn tôi mất thêm 130 triệu nữa, cậu nghĩ tôi cũng ngu ngốc như cậu sao? Không phải anh có quan hệ với cô ta sao? Chẳng lẽ không thèm nữa rồi, Trang Tất Phàm cả giận nói. Với 150 triệu, tôi muốn có ai trả được, sao phải nhất quyết mua cô ấy, Dương Thanh chế giễu nói. Hạ Hà thích anh cũng thích Hạ Hà, anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Nếu anh thật sự nhường cô ta cho tôi sẽ chơi chết cô ta ở trên giường, anh cũng mặc kệ sao, Trang Tất Phàm đỏ bừng hai mắt, mặt mày dữ tợn. Gã đã hoàn toàn mất lý trí, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Dương Thanh cau mày, ánh mắt bắn ra sát khí. Loại người như gã đúng là súc vật, bắt buộc phải chết. Câm mồm. Hồng Phúc thấy Dương Thanh tức giận liền quát Trang Tất Phàm, nếu cậu không chịu thanh toán, đừng trách tôi không nể mặt. Trang Tất Phàm cầu khẩn, ông Hồng, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Không có tiền. Giọng nói của Hồng Phúc vô cùng lạnh lẽo. Ông ta trầm ngâm chốc lát rồi dặn dò trợ lý sau lưng, bảo nhà họ Trang mang tiền tới chuộc người đi. Vâng. Trợ lý lập tức lấy điện thoại ra định liên hệ. Chờ đã. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi chợt bước ra. Sao cậu chủ Xuyên lại tới đây? Trông thấy Mạnh Xuyên, Hồng Phúc khẽ nhíu mày. Dương Thanh đã từng chạm mặt với anh ta ở ngoài cửa Club Long Đằng. Chỉ một lần gặp mặt, hai tên bảo vệ của anh ta đã bị đánh bay. Mạnh Xuyên không trả lời mà đi thẳng tới chỗ Dương Thanh, cậu Dương hào phóng như vậy, mua thêm một người chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cảm thấy nực cười, thì sao? Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Trang Tất Phàm ra giá, cậu Dương đã đấu giá 20 triệu. Coi như số 1 được bán cho cậu với giá 20 triệu đi. Mạnh Xuyên kiêu ngạo nói rồi lại nhìn sang Hồng Phúc, chuyện này do tôi quyết định, cứ xử lý như vậy đi. Số 1 tính cho cậu Dương với giá 20 triệu. Hồng Phúc tỏ vẻ khó xử. Dù sao ông ta cũng chỉ là con chó làm việc cho nhà họ Mạnh, gia tộc coi trọng ông ta đến đâu thì cũng không thể áp đảo cậu chủ nhà họ Mạnh. Cậu chủ Xuyên, làm vậy không ổn lắm đâu. Hồng Phúc nhỏ giọng nói, dù sao tất cả mọi người đều chứng kiến, cậu chủ nhà họ Trang đã đấu giá thành công lượt đấu giá cuối cùng. Đột nhiên thay đổi như vậy không tốt cho danh tiếng của tổ chức đấu giá Mạnh Ký. Mạnh Xuyên cau mày, bực dọc nói, ông không thèm nghe lời của tôi sao? Không dám. Trong lòng Hồng Phúc có chút khó chịu. Nếu đã không dám thì ngậm miệng lại. Chuyện này do tôi làm chủ, xảy ra vấn đề gì tôi tự chịu trách nhiệm, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Chỉ là một lượt đấu giá nho nhỏ, anh ta là cậu chủ nhà họ Mạnh đương nhiên có tư cách làm vậy. Quyết định vậy đi, Trang Tất Phàm, anh hãy ghi nhớ bài học lần này, không được có lần sau. Mạnh Xuyên nói với Trang Tất Phàm. Trang Tất Phàm mừng rỡ, vội đáp cảm ơn anh Xuyên. Anh yên tâm, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Cậu Dương, bây giờ cậu có thể thanh toán được rồi. Mạnh Xuyên cao giọng ra lệnh. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn sang mấy người Dương Thanh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Phúc và Mạnh Xuyên đều nói rất nhỏ, người khác không thể nghe thấy. Dương Thanh chợt cười nói, nếu tôi nói không thì sao? Thằng danh, mày đừng được voi đòi tiên. Nếu Trang Tất Phàm từ bỏ lần đấu giá cuối cùng, mày phải mất 100 triệu mới mua được cô ta. Bây giờ tao chỉ đòi 20 triệu đã nể mặt mày lắm rồi, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Tôi đã từ bỏ lần ra giá cuối cùng, sao cậu chủ Mạnh cứ kiên quyết tính lên đầu tôi vậy? Tổ chức đấu giá Mạnh Ký đang định ép mua ép bán sao, Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Anh cố tình nói lớn tiếng. Đám người vốn đang tò mò không biết bọn họ đang nói gì đều giật mình kinh hãi, thì ra là về lượt đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Mạnh Xuyên sa sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, mày đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Dương Thanh, mày dám đối đầu với anh Xuyên sao? Chán sống rồi hả? Tao khuyên mày tốt nhất hãy mau chóng thanh toán 20 triệu kia rồi cút đi. Nếu không đừng hòng rời khỏi đây, Trang Tất Phàm hung dữ uy hiếp. Nếu không nhờ Mạnh Xuyên ra mặt, gã chỉ còn nước nhờ gia tộc chuyển khoản 150 triệu. Nào ngờ trong cái rủi có cái may, gã lại có cơ hội tạo quan hệ với Mạnh Xuyên, đương nhiên phải bày tỏ thái độ hơn nữa, Club Long Đằng là địa bàn của nhà họ Trang, gã sợ cái quái gì? Nếu tôi không muốn thì sao? Dương Thanh hơi nheo mắt, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Đây là cảnh cáo. Nếu không vì lo lắng nhà họ Mạnh sẽ cảnh giác, Dương Thanh sẽ không cần phiền toái như vậy. Với năng lực của anh,
hủy diệt nhà họ Mạnh là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Nhưng quan trọng là, nhà họ Mạnh bị hủy diệt thì không ai biết được những chuyện xấu họ đã làm, phía sau có người giật dây hay không. Vậy nên anh mới không tiếc tiền mua hết toàn bộ 5 cô gái bị đấu giá để thả đi. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, mời mọi người ra về. Hồng Phúc thấy sắp xảy ra chuyện lớn, vội vàng tuyên bố kết thúc. Dù sao cũng là buổi đấu giá do nhà họ Mạnh tổ chức, mọi người đều không phải đồ ngu. Mặc dù rất muốn ở lại xem tiếp nhưng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Dương Thanh và Mạnh Xuyên, không ai dám ở lại tìm chết. Chẳng mấy chốc tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Quan Chính Sơn và Tô San. Sao hai người chưa đi? Hồng Phúc cau mày quát. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói, ông Hồng à, nhà họ Mạnh làm vậy không tốt đâu. Rõ ràng là Trang Tất Phàm làm mầu, không trả được tiền, nhà họ Mạnh lại tính nợ lên Dương Thanh. Tại sao hả, Tô San cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây là chuyện giữa cậu Dương và nhà họ Mạnh, hai người xen vào không sợ gây rắc rối cho gia tộc sao? Hồng Phúc bình thản đáp, giọng điệu tràn ngập uy hiếp. Quả nhiên, sắc mặt của Quan Chính Sơn và Tô San đều trở nên khó coi. Nhất là Tô San, cô ta biết nếu liên lụy đến nhà họ Tô, bố cô ta sẽ không tha cho cô ta. Mặc dù Quan Chính Sơn hơi lo lắng nhưng nghĩ tới năng lực của Dương Thanh, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn đối phó nhà họ Quan, tôi chỉ có thể tiếp nhận, Quan Chính Sơn lạnh lùng nói. Tô San kinh ngạc, không hiểu tại sao Quan Chính Sơn sẵn sàng đối đầu với nhà họ Mạnh vì Dương Thanh. Vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Phúc chợt biến đổi, ông ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt Quan Chính Sơn. Lại nhìn sang Dương Thanh, anh vẫn ung dung tùy ý không chút e sợ. Nghĩ tới Dương Thanh sở hữu chiếc thẻ đen mà ông ta không có tư cách có được, chợt ông ta cảm thấy bất an. Cậu chủ Xuyên, tôi có một cách, lượt đấu giá cuối cùng coi như thất bại, chúng ta giữ lại cô gái số 1, cậu thấy sao? Hồng Phúc chợt lên tiếng. Từ lúc bị Mã Siêu đá bay ở ngoài cửa, Mạnh Xuyên đã hừng hực ý chí trả thù, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này? Đấu giá của nhà họ Mạnh đâu thể nói hủy là hủy được. Mạnh Xuyên cười lạnh nói, tôi vốn định bán số 1 với giá thấp cho cậu ta. Cậu ta đã không biết tốt xấu thì đừng trách, 150 triệu, không được thiếu một đồng. Một là trả tiền, hai là chết, cho mày một phút suy nghĩ. Dứt lời, Mạnh Xuyên vỗ tay gọi ra hơn 10 cao thủ mặc đồ đen bao vây Dương Thanh. Thấy vậy, Hồng Phúc kinh ngạc nói, không ngờ cậu chủ Xuyên lại dẫn bọn họ tới. Đến giờ phút này, Hồng Phúc mới hiểu Mạnh Xuyên cố tình làm khó Dương Thanh không phải vì giải vây cho Trang Tất Phàm, mà làm vì trả thù. Nếu không, anh ta cũng sẽ không dẫn vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà họ Mạnh tới. Tổng cộng có 12 người mặc đồ đen, tay cầm dao nhọn, mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Quan Chính Sơn và Tô San bị khí thế của bọn họ dọa sợ ngây người, mặt mũi trắng bệch. Tô San vô thức nắm chặt góc áo Dương Thanh, cơ thể run lên. Hai người đi trước đi. Dương Thanh chợt nói với Tô San và Quan Chính Sơn. Còn anh thì sao? Tô San lo lắng hỏi. Chuyện này chưa giải quyết xong, tôi phải ở lại. Dương Thanh lạnh nhạt đáp. Giờ phút này Quan Chính Sơn và Tô San vẫn đứng bên cạnh anh khiến anh rất cảm động. Nếu hôm nay mày không thanh toán 150 triệu, ai cũng không được đi. Mạnh Xuyên cười lạnh, dọa nạt. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, hết một phút rồi. Mày lựa chọn thế nào? 12 tên mặc đồ đen đồng loạt lao tới, lưỡi dao sắc nhọn sáng loáng. Dương Thanh thản nhiên lắc đầu, sống yên ổn không tốt à? Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết? Nói xong, anh chợt nhấc chân xông tới chỗ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chợt có cảm giác như bị thú hoang rình rập, mồ hôi lạnh ào ào chảy ra. Đứng lại cho tao. Mạnh Xuyên hét lên, nếu mày dám bước thêm một bước. Cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của tao đi. Vèo. Mạnh Xuyên vừa dứt lời, một bóng hình liền lao tới. Bịch. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Dương Thanh đã thoát khỏi vòng vây của 12 cao thủ chạy tới trước mặt Mạnh Xuyên. Chưa ai kịp phản ứng lại đã thấy Mạnh Xuyên bị Dương Thanh bóp cổ nhấc khỏi mặt đất. Chân tay Mạnh Xuyên giãy giụa trong không trung, ánh mắt sợ hãi tột độ. Buông tay ra. Mạnh Xuyên sắp ngạt thở đến nơi. Mọi người mới lấy lại tinh thần. Hồng Phúc lập tức nổi giận gào lên. Nếu Mạnh Xuyên chết trong phòng đấu giá do ông ta phụ trách, ông ta có 10 cái miệng cũng không thanh minh nổi. 12 cao thủ kia chỉ có thể bao vây xung quanh Dương Thanh,
không ai dám xông lên. Sự sống của Mạnh Xuyên nằm trong tay anh, ai dám manh động. Tô San trợn trừng hai mắt, mặc dù cô ta không nhìn thấy Dương Thanh tới chỗ Mạnh Xuyên bằng cách nào nhưng cô ta đã xác nhận, lần trước bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, Dương Thanh cũng cứu cô ta như vậy. Quan Chính Sơn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Còn thủ phạm Trang Tất Phàm thì run rẩy, ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Anh nói muốn tôi thanh toán 150 triệu, nếu không sẽ giết chết tôi sao? Dương Thanh chẳng đoái hoài đến đám người xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên bị bóp cổ, mặt mày tái nhợt. Mạnh Xuyên không nói ra tiếng. Anh ta có ảo giác, cho dù Dương Thanh không bẻ gãy cổ mình, anh ta cũng sẽ chết vì ngạt thở. Cậu Dương, cậu đừng kích động, từ từ nói chuyện được không? Cậu thả cậu chủ Xuyên ra trước đi, Hồng Phúc hoảng hốt nói. Dương Thanh hoàn toàn ngó lơ ông ta, thấy ánh mắt Mạnh Xuyên dần rệu rã, anh mới đột nhiên buông tay. Cơ thể của Mạnh Xuyên như một đống bùn nhão ngã nhào xuống đất, vội vàng hít lấy hít để. Bây giờ anh nói đi, còn muốn tôi trả 150 triệu nữa không? Dương Thanh giẫm chân lên đầu Mạnh Xuyên, lạnh lùng hỏi. Không, tôi không muốn nữa. Tặng cậu miễn phí cô gái số 1. Mạnh Xuyên hoảng sợ nói. Lúc này anh ta bị giẫm lên đầu, đâu còn kiêu ngạo như vừa rồi. Sao còn không thả người? Dương Thanh quát lớn. Hồng Phúc, con mẹ ông đứng ngây ra đó làm gì? Mau thả cô ta ra, Mạnh Xuyên vội gào lên. Ngay sau đó, Hạ Hà được thả ra ngoài. Giây phút trông thấy Dương Thanh giẫm lên đầu Mạnh Xuyên, cô ta biết mình đã được cứu. Hai người đưa cô ấy đi trước đi. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Hiển nhiên là nói với Quan Chính Sơn và Tô San. Tô San đang định nói chuyện, Quan Chính Sơn đã nhanh miệng nói trước, chúng ta đi thôi, đừng gây phiền phức cho cậu Dương. Bấy giờ Tô San mới mím môi cam chịu, lo lắng nhìn Dương Thanh rồi lập tức quay người rời đi. Cậu Dương, tôi thả người rồi, cậu thả cậu chủ Xuyên ra được không? Hồng Phúc đứng im tại chỗ dè dặt hỏi. Tôi vốn không định trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi. Hôm nay coi như cho các người một bài học, nếu còn tái phạm tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Dương Thanh nhấc chân rời đi. 12 cao thủ mặc đồ đen chủ động tránh đường nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, chờ Mạnh Xuyên ra lệnh. Ánh mắt Mạnh Xuyên tràn đầy dữ tợn, muốn ra lệnh giết Dương Thanh nhưng lại không dám. Hồng Phúc lo lắng liên tục nháy mắt ra hiệu với Mạnh Xuyên, sợ anh ta kích động, cho người tấn công Dương Thanh thật. Đến khi Dương Thanh ra khỏi cửa, Mạnh Xuyên cũng không mở miệng. Chợt Dương Thanh dừng bước, cầm bút ký tên trên mặt bàn rồi tiện tay vung lên. Phốc! Cây bút như một viên đạn bay đi tới vận tốc kinh người, đâm thẳng vào giữa trán Trang Tất Phàm. Rầm! Cơ thể Trang Tất Phàm đổ rạp xuống, trên mặt vẫn là vẻ vui sướng thoát khỏi kiếp nạn. Cả Mạnh Xuyên và Hồng Phúc đều kinh hãi trợn tròn mắt. Cả người run lên. Chỉ cần giơ tay. Dùng một cây bút là có thể giết được Trang Tất Phàm ở cách đó hàng 10 mét, đúng là sức mạnh của quỷ thần. Không chỉ Mạnh Xuyên và Hồng Phúc sợ điếng người mà ngay cả 12 cao thủ mặc đồ đen cũng có vẻ mặt khó tin. Sau khi Dương Thanh thuận tay ném bút, vẻ mặt bình tĩnh mà bước đi. Cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì họ mới thở hổn hển như vừa chút được gánh nặng, sau lưng ai cũng chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cậu Mạnh! Người có thẻ đen mà thực lực lại mạnh như vậy thì sau này cậu đừng chọc vào. Hồng Phúc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Xuyên nhìn Trang Tất Phàm chết không nhắm mắt nằm kế bên, trong mắt rất không cam lòng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù cậu ta mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ cậu ta còn thoát được súng ống. Hình dáng vẻ dữ tợn của Mạnh Xuyên, Hồng Phúc đã hiểu, sợ là chẳng bao lâu nữa, Mạnh Xuyên sẽ chết không chỗ chôn thôi. Hồng Phúc có thể trở thành người phụ trách của Mãnh Ký thì tất nhiên cũng là người được nhà họ Mạnh coi trọng, cũng từng gặp nhiều cao thủ chân chính còn Dương Thanh là người duy nhất khiến ông ta sợ hãi. Bên kia, Dương Thanh đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh vừa mới đi ra, Quan Chính Sơn, Tô San và Hạ Hà tiến lên đón. Dương Thanh, anh không sao chứ? Dương Thanh, anh không sao chứ? Hạ Hà và Tô San gần như là đồng thời hỏi ra tiếng. Họ nhìn nhau. Gò má hơi ửng đỏ. Dương Thanh mỉm cười, không phải tôi bình an đi ra rồi à? Chuyện gì xảy ra được chứ? Nói xong, Dương Thanh nhìn Hạ Hà, cô yên tâm, sau này Trang Tất Phàm sẽ không bao giờ quấy rầy cô được nữa.
Hạ Hà không rõ ẩn ý trong lời Dương Thanh nhưng Quan Chính Sơn và Tô San lại cảm nhận được gì đó. Trong lòng hai người khiếp sợ, xem ra Trang Tất Phàm đã chết rồi, hơn nữa còn là trong tình huống nhiều cao thủ nhà họ Mạnh vây đánh nữa. Anh Thanh! Lúc này, Hoàng Vũ lái xe chở Dương Thanh cũng xuất hiện. Anh Thanh, em định đi vào với anh, ai ngờ bị chặn ở cửa, họ không cho em vào. Hoàng Vũ giải thích với vẻ mặt chua xót, đối với chuyện đã xảy ra, cậu ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thanh khẽ gật đầu, dặn dò cậu đưa cô Hà tới bệnh viện trước đi. Sau khi xe của Hoàng Vũ chạy đi, Dương Thanh mới nhìn Tô San nói, còn cô? Về nhà bằng cách nào? Tuy Tô San muốn Dương Thanh đưa về nhà nhưng cô ta biết Dương Thanh còn phải nói chuyện với Quan Chính Sơn nên đáp, bố tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho tôi rồi, anh ta đưa tôi về cũng được. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt. Cậu Thanh, giờ cậu đi đâu? Tôi chở cậu đi, Quan Chính Sơn mở miệng hỏi. Tới nhà họ Quan trước đi, Dương Thanh nói. 20 phút sau, nhà họ Quan. Dương Thanh ngồi ở ghế trên, Quan Chính Sơn cẩn thận ngồi cạnh. Trong cả biệt thự chỉ có hai người bọn họ. Chuyện đêm nay, ông thấy thế nào? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hiểu ý Dương Thanh, ý của cậu Thanh là chuyện tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký. Dương Thanh gật đầu. Không dối gạt gì cậu, trong tỉnh Giang Bình, tổ chức đấu giá của nhà họ Mạnh đứng hàng đầu. Còn về chuyện Mạnh Ký bán đấu giá người đẹp, theo tôi được biết, chuyện này đã diễn ra 7, 8 năm rồi. Quan Chính Sơn nói đúng sự thật. Dương Thanh nhíu mày, ông có chắc là 7, 8 năm rồi không? Quan Chính Sơn gật đầu, chắc chắn không quá 10 năm. Tôi nhớ rất rõ là khi tôi vừa qua 60 tuổi, tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký chính thức đi vào hoạt động. Dương Thanh im lặng không nói gì, vốn dĩ anh cho rằng kẻ vận chuyển người đẹp cho nhà họ Ngụy chính là nhà họ Mạnh, giờ xem ra là không phải. Dù sao việc làm ăn này của nhà họ Ngụy đã kéo dài hơn 20 năm. Còn nhà họ Mạnh chỉ mới bắt đầu 7, 8 năm nay. Dương Thanh có linh cảm, dù không phải nhà họ Mạnh vận chuyển gái đẹp tới nhà họ Ngụy thì nguồn gái đẹp của họ Mạnh và họ Ngụy đều là một chỗ. Spa Hoàng Hà đưa gái đẹp tới bất kể giờ giấc, ông không biết chuyện này à? Dương Thanh hỏi Quan Chính Sơn vội nói, nhờ hoạt động này, nhà họ Ngụy nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Giữa nhà họ Ngụy và họ Mạnh có quan hệ gì? Dương Thanh lại hỏi. Anh cảm thấy giữa hai nhà này có gì đó nhưng hôm nay ở Mạnh Ký, chứ nghe nói về một Ngụy Minh Nguyệt, không còn nghe ai tham gia nữa. Quan Chính Sơn nghi ngờ, cậu Thanh, đừng bảo cậu đang hoài nghi là nhà họ Mạnh đưa gái đẹp cho nhà họ Ngụy nhé. Sao, không có khả năng à, Dương Thanh nghi ngờ hỏi lại. Quan Chính Sơn lắc đầu, khẳng định, không dối gạt cậu, nhà họ Mạnh và họ Ngụy có vài ân oán, vợ của chủ nhà họ Ngụy đời trước chính là con gái của nhà họ Mạnh. Vốn dĩ nhà họ Mạnh định dùng cô con gái này để liên hôn với một gia tộc hàng đầu ở Yến Đô nhưng cuối cùng, cô gái này lại bỏ trốn với chủ đời trước của nhà họ Ngụy. Vì chuyện này nên trong cơn giận, nhà họ Mạnh đã cắt đứt quan hệ với cô gái này. Tuy sau này nhà họ Ngụy cũng phát triển mạnh nhưng điều đó là chẳng liên quan gì tới nhà họ Mạnh. Nghe Quan Chính Sơn kể xong, Dương Thanh mới hiểu ra, khó trách nhà họ Ngụy chỉ phái một người thuộc lớp con cháu đi tham gia buổi đấu giá. Hóa ra là vì nguyên do này. Cậu Thanh, hôm nay cậu ra tay với Mạnh Xuyên, e là nhà họ Mạnh sẽ không bỏ qua đâu. Quan Chính Sơn nói với vẻ mặt căng thẳng. Dương Thanh nở nụ cười khinh miệt, nếu nhà họ Mạnh muốn biến mất thì tùy. Thấy Dương Thanh không hề để tâm về nhà họ Mạnh, Quan Chính Sơn lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Dù sao bây giờ nhà họ Quan cũng đã thần phục Dương Thanh, anh càng mạnh mẽ, tương lai nhà họ Quan mới càng thêm huy hoàng. Ông có từng nghĩ tới việc trở thành bá chủ duy nhất của Giang Hải, sánh vai với các thế gia hàng đầu của tỉnh thành không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói giỡn với mình. Có, nếu cậu Thanh bằng lòng ủng hộ nhà họ Quan, trong cả Giang Hải này, chúng tôi có sợ gì? Quan Chính Sơn bỗng đứng lên, vẻ mặt kích động. Nhưng dựa vào nền tảng của nhà họ Quan lúc này thì vẫn còn kém xa lắm. Dương Thanh nói không chút khách sáo. Quan Chính Sơn không dám nói gì, ông ta biết Dương Thanh còn chưa nói xong. Trầm ngâm một hồi, Dương Thanh mới mở miệng, ông chọn ra 10 người trung thành và mạnh nhất của nhà họ Quan, yêu cầu là độ tuổi trong vòng 30, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người tới đây tiến hành huấn luyện họ.
nghĩ tới thực lực đáng sợ của Dương Thanh, trái tim Quan Chính Sơn kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi miệng, ông ta vội đáp vâng, cậu Thanh. Giơ đồng hồ lên xem giờ, Dương Thanh nói, tôi phải đi. Cậu Thanh, để tôi bảo người chở cậu đi. Quan Chính Sơn vội nói. Rất nhanh, bóng một người thanh niên xuất hiện trong biệt thự, khi thấy Dương Thanh, người này bắt đầu run rẩy. Mượn đao giết người. Thanh niên này không phải ai khác, mà chính là Quan Tuyết Tùng được Quan Chính Sơn gọi tới. Kiếp nạn xảy ra ở nhà họ Quan lúc trước đang hiện ngay trước mắt. Thanh niên trước mặt còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chỉ cần nhấc tay đã có thể hủy diệt nhà họ Quan hủy diệt, đồng thời cũng có thể khiến nhà họ Quan sống lại, thậm chí còn khiến Quan Chính Sơn sợ đến mức từ bỏ việc chữa trị Quan Tuyết Phong. Dù Quan Tuyết Phong vì Dương Thanh mà chết, nhưng trong lòng Quan Tuyết Tùng không hề căm hận khi đối mặt với Dương Thanh, mà chỉ có sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Cháu còn mau chào hỏi cậu Thanh đi. Quan Chính Sơn tức giận quát, Quan Tuyết Tùng bừng tỉnh, vội cúi đầu nói, chào cậu. Dương Thanh liếc nhìn anh ta, rồi gật đầu, Tuyết Tùng, bây giờ cháu đưa cậu Thanh tới bệnh viện nhân dân đi. Quan Chính Sơn căn dặn. Vâng, Quan Tuyết Tùng vội đáp. Quan Chính Sơn đích thân tiễn Dương Thanh lên xe, thấy xe đi xa rồi mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta cảm thấy rất áp lực khi đứng cạnh Dương Thanh, nhất là lúc nãy khi Quan Tuyết Tùng ngẩn người nhìn Dương Thanh, đã dọa ông ta sợ mất mật, sợ Dương Thanh không vui sẽ tiện tay giết Quan Tuyết Tùng. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta vội gọi điện thoại, cậu thông báo cho tất cả mọi người, đến biệt thự của tôi họp ngay. Những lời Dương Thanh nói lúc nãy đã thể hiện hàm ý rất rõ. Ông ta phải bảo gia tộc chuẩn bị thật chu toàn, mới có thể làm Dương Thanh hài lòng. Cùng lúc đó, Quan Tuyết Tùng tự mình lái xe chở Dương Thanh đi. Dọc đường đi, Quan Tuyết Tùng luôn nơm nớp lo sợ, chẳng dám nói một câu, ánh mắt hơi sợ hãi. Dương Thanh cũng im lặng, ngồi ghế cao cấp ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu anh đã lên kế hoạch cho tương lai, sở dĩ anh chọn nhà họ Quan, không phải là vì tin tưởng nhà họ Quan, mà là xem trọng địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải. Nên anh dễ dàng nâng đỡ nhà họ Quan lên thống trị Giang Hải. Dù sau này nhà họ Quan vững chắc rồi phản bội anh cũng không sợ. Anh nâng nhà họ Quan lên thế nào, thì cũng có thể hủy diệt nhà họ Quan thế đó. Cậu Thanh, tới nơi rồi. Đến khi Quan Tuyết Tùng lên tiếng, Dương Thanh mới mở mắt ra. Anh về thông báo với ông nội anh, trước mắt bảo ông ta nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho bốn cô gái mà tôi đã đấu giá ở Club Long Đằng. Dương Thanh vừa xuống xe, thì chợt nhớ đến bốn cô gái mình đã tốn 40 triệu để đấu giá, nên căn dặn Quan Tuyết Tùng. Cậu cứ yên tâm, tôi quay về sẽ nói chuyện này với ông nội ngay, Quan Tuyết Tùng vội đáp. Dương Thanh xoay người đi vào bệnh viện. Lưng Quan Tuyết Tùng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc nãy Dương Thanh ngồi phía sau anh ta, làm anh ta cảm thấy mình đang ngồi cùng thần chết. Anh Thanh! Dương Thanh vừa đi tới cổng bệnh viện, Mã Siêu liền xuất hiện trong tầm mắt của anh. Ngày mai, cậu tới ở nhà họ Quan một thời gian, phụ trách huấn luyện nhóm cao thủ trông được một chút, Dương Thanh nói. Mã Siêu bất đắc dĩ nói, anh Thanh, anh muốn nắm giữ toàn bộ Giang Hải là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải phiền phức như thế. Dương Thanh lạnh nhạt đáp, nếu tôi làm vậy chẳng phải sẽ phá hỏng quy tắc sao? Tôi muốn tự tay xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ dựa vào mạng lưới quan hệ này, để đi gặp gia tộc Vũ. Mã Siêu như đang nhìn thấy sư tử nhìn chằm chằm con mồi, trong lòng khẽ run lên. Anh Thanh cứ yên tâm, một tháng đủ để huấn luyện một nhóm cao thủ rồi, Mã Siêu trầm giọng nói. Dương Thanh lại gọi cho Vương Cường, anh sắp xếp ổn thỏa chuyện đang làm đi, ngày mai đích thân dẫn 10 anh em đáng tin nhất đến nhà họ Quan, để tiến hành huấn luyện một tháng. Đầu bên kia, Vương Cường nghe Dương Thanh nói thế thì cảm thấy máu nóng dâng trào khắp người, vội nói, vâng, cậu Thanh. Lúc Dương Thanh quay về phòng bệnh, không những Tần Thanh Tâm, mà Hạ Hà cũng đang ở đây, nhưng sắc mặt hai người đều rất lo lắng. Hai người đang nói chuyện gì thế? Dương Thanh mỉm cười đi vào phòng bệnh. Thấy Dương Thanh quay về bình an, vẻ mặt lo lắng của hai người lập tức tan biến. Vì Tần Đại Dũng đang ở đây, nên hai cô không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc, thấy anh không bị thương chỗ nào, mới yên lòng. Tại nhà họ Trang. Trong một căn biệt thự xa hoa, nằm trong trang viên với diện tích gần bằng 2-3 sân bóng đá cỡ nhỏ,
có một cỗ thi thể đang nằm dưới sàn. Trong biệt thự đều là người nhà họ Trang, giờ ai cũng mang vẻ mặt bi thương và tức giận. Ông chủ Trang, xin ông hãy nén bi thương, là do cháu không bảo vệ được Tất Phàm, mong ông thứ tội. Một thanh niên khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh, bi thương nói. Lúc này, khuôn mặt đầy nhăn nheo của ông lão ngồi ở vị trí đầu, đã trở nên méo mó. Lão ta là Trang Kiến Thiết, chủ gia tộc họ Trang, một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải. Cậu Xuyên, mong cậu hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cháu tôi chết vì lý do gì? Trang Kiến Thiết tức giận hỏi. Mạnh Xuyên đáp, tối nay trong buổi đấu giá, có một thanh niên tên là Dương Thanh, đã tranh giành người đẹp số 1 với Tất Phàm. Cuối cùng Tất Phàm đã ra giá thành công, nhưng không có tiền trả. Cháu vốn định ra mặt hòa giải, xem như lần ra giá của cậu Phàm không được tính, nhưng đối phương vẫn không chịu, rồi tùy ý giết chết Tất Phàm. Ban đầu cháu đã sắp xếp vệ sĩ nhà họ Mạnh ra tay đánh Dương Thanh rồi, nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta mà không kiêng kỵ nhà họ Mạnh của cháu thì e rằng cậu ta còn định giết luôn cả cháu, bây giờ trên cổ cháu vẫn còn vết thương do cậu ta để lại. Mạnh Xuyên nói xong thì ngửa cổ lên. Trang Kiến Thiết vốn hơi nghi ngờ lời nói của Mạnh Xuyên, đến khi nhìn thấy rõ vết hằn trên cổ anh ta, cuối cùng lão ta cũng khẳng định, chuyện này không hề đơn giản. Dương Thanh, cậu ta là ai? Tôi chưa từng nghe gia tộc họ Dương nào lớn mạnh cả, Trang Kiến Thiết hỏi. Mạnh Xuyên nói, nghe nói, Dương Thanh là con rể của một gia tộc hạng bét ở Giang Hải, khoảng 2 tháng trước, cậu ta đã bị đuổi khỏi gia tộc. À đúng rồi, còn chuyện này nữa, cháu nghĩ cháu nhất định phải nói chuyện này cho ông biết. Mạnh Xuyên bỗng nói tiếp, Quan Chính Sơn có quan hệ rất tốt với Dương Thanh, thậm chí còn vì thằng danh đó mà đối đầu với nhà họ Mạnh chúng cháu. Nếu không có ông ta, Dương Thanh sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay cháu. Quan Chính Sơn. Trang Kiến Thiết hung ác nói, kể từ hôm nay, nhà họ Trang tôi không đội trời chung với nhà họ Quan. Ông chủ Trang, ông định đối phó thằng nhãi Dương Thanh đó thế nào? Mạnh Xuyên bỗng lên tiếng hỏi. Trang Kiến Thiết lạnh lùng liếc nhìn anh ta, chuyện này tôi tự có dự định, không cần cậu Xuyên phải bận tâm nhiều như thế. Nếu đã thế thì cháu không làm phiền nữa, tạm biệt ông. Mạnh Xuyên nói xong thì xoay người rời đi. Đến khi Mạnh Xuyên rời đi, Trang Kiến Thiết khẽ híp mắt lại, lạnh lùng nói, một thằng công tử bột như cậu ta thật sự cho rằng tôi già rồi nên hoa mắt sao? Bố, ý bố là... Một người đàn ông trung niên đi tới, dè dặt hỏi. Mạnh Xuyên muốn mượn đao giết người, e là cái chết của Tất Phàm cũng liên quan đến cậu ta, dù cậu ta nói thế nào thì con cũng phải đích thân đi điều tra cái chết của Tất Phàm. Trang Kiến Thiết nói tiếp, nếu chuyện này thật sự liên quan đến thanh niên tên là Dương Thanh kia, thì dù cậu ta là ai đi chăng nữa, cũng phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.